Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn Bây giờ tốc độ thân thể của tôi đã đến đến cực hạn thân xác thành thánh, lôi pháp sấm sét của đạo sĩ trẻ kia tuy rằng chớp nhoáng điêu luyện, nhưng muốn làm tôi bị thương cũng không dễ dàng đâu. Đợi đến tận lúc hắn dùng hết mọi thủ đoạn đẩy tôi vào hiểm cảnh không lối thoát, tôi vừa hay thừa cơ hội sử dụng chiêu thứ nhất của thất sát kiếm, anh hùng vô lộ. Kiếm xuất ra, ánh sáng kiếm vô danh chiếu rọi, kiếm khí uốn lượn tinh xảo như rắn. Kim quang hộ thể của đạo sĩ trẻ vừa lóe lên liền bị kiếm khí xuyên thủng, sau đó đạo bào bốc cháy lộ ra lớp áo cả xa hộ thân bên trong mà lớp áo này cũng không ngăn được kiếm khí sừng sững của tôi lần nữa bị phá vỡ sau đó tôi dùng một kiếm điểm trúng yết hầu của đạo sĩ trẻ kia ta thua rồi sắc mặt đạo sĩ trẻ kia buồn bã ủ rũ buông kiếm nhận thua xông vào côn lôn quy tắc đều do người của tiên đạo quyết định tôi không rõ đằng trước còn bao nhiêu địch thủ chỉ có thể dốc hết sức bảo toàn thực lực tích lũy chiến ý thắng được đạo sĩ trẻ tuổi tiên đạo mở cửa đình cho phép tôi mang kiếm lên núi, cũng không có ai theo sau canh chừng tôi. Giờ đây chuyện tôi muốn dùng phương thức bái sơn đạo môn để lên côn lôn đã truyền khắp tiên đạo côn lôn, vì thế cho dù trên đường lên núi không còn ai canh giữ, nhưng ẩn nấp trong bóng tối đã đầy dẫy sát cơ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người phát động tập kích chí mạng. Có thể là đơn đả đấu pháp, cũng có thể nhiều người vây công bố trận. Thậm chí độ khó rốt cuộc là bao nhiêu, mỗi tầng đều gia tăng một bậc không hề có điểm dừng. Chỉ xem thử mộ dung nguyên rể có chịu gặp tôi hay không, nếu cô ta không chịu gặp tôi, cho dù tôi có tử trận trong tay tiên đạo cũng uổng công vô ích. Bởi vì từ thời khắc tôi bước lên địa phận của tiên đạo, mạng của tôi đều nằm trong tay cô ta rồi. Lúc tôi vừa mới đến ngã rẽ bên đường núi tranh vinh, đột nhiên trên trời giáng xuống một nham thạch khổng lồ. thấy vậy, tôi giơ một tay kích phát kiếm khí, nham thạch nổ tung nát vụn thành từng mảnh nhỏ, đá lở bay tứ phía. Chính tại thời điểm đó, tôi phát hiện ra một luồng sát cơ vô cùng hung hãn truyền đến từ dưới mặt đất chương 357, huyền băng kiếm khí 1. Tảng đá vỡ vụn giữa không chung, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện vô số măng đá sắc bén như lưỡi đao. Tôi vội vàng đạp không khí bay vút lên cao, trên bầu trời lại giáng xuống hàng ngàn tảng đá khổng lồ. Trời cao không có lối thoát, độn thổ lại vô vọng. Pháp thuật trong thiên hạ đều xuất ngũ hành, hiển nhiên có cao thủ tiên đạo đang núp trong bóng tối điều khiển khí thức tiên thiên mậu thổ, dàn trận thiên la địa võng hỏng vây khốn tôi. Nếu muốn xuyên thủng vòng vây của nhà giam này, trước hết cần phải tìm nơi ẩn thân của kẻ thi triển pháp thuật. Trong kỳ môn lục giáp của đạo môn, độn thổ khó phát hiện ra đầu mối nhất. Côn lôn vào mùa đông tuyết bay dày đặc, bất luận tiên đạo hay tiên thể, đều bị tuyết trắng vùi lấp, muốn tìm ra bổn thể của kẻ thi pháp là việc khó càng thêm khó. Theo thời gian tích lũy, mưa đá trên không trung dần dần che phủ cả màn trời, mà dưới đất dường như không có một chỗ an toàn để đáp xuống. Nếu như tôi vẫn không thể đột phá vòng vây, chờ tới lúc thiên la địa võng hoàn thành, ngay lập tức thân thể tôi sẽ bị giam lỏng trong cái lồng không có lấy một khe hở và bị mấy hòn đá bay loạn xạ kia đè ngạt đến chết. Kiếm thứ nhất của thất sát kiếm được gọi là anh hùng vô lộ, mà giây phút này tôi thật sự đang trải nghiệm cảm giác anh hùng không còn đường lui. Chính lúc đó, tôi bỗng nhiên nhớ lại một câu trong kiếm pháp phó đạo, đối với tuyệt thế kiếm khách thì cây cỏ cành trúc hay hòn sỏi cũng đều có thể xem như kiếm. Trận mưa bão loạn thế trước mắt, ví như tôi lấy kiếm khí để đẩy lùi thì chỉ biến thành càng chém càng có nhiều đá hơn mà thôi nhưng nếu tôi dùng cách trái ngược với họ lấy kiếm khí điều khiển đá vụn có lẽ vẫn còn một tia sinh cơ nghĩ đến đây tôi tra kiếm vấn thiên vào vỏ bắt đầu thử khống chế đống đá vụn làm kiếm tim ma là thứ thuần khiết nhất lúc trong lòng tôi chỉ có kiếm nó liền tùy ý biến thành kiếm tâm có được kiếm tâm kiếm khí theo tâm mà phát ra sẽ không tiếp tục chịu ảnh hưởng từ vật thể bên ngoài ngay sau đó tôi luôn bảo trì trạng thái thấu hiểu kiếm tâm tập hợp đá vụn hóa thành kiếm hình đá vụn rơi như thác lũ tôi dùng kiếm khí từng chút từng chút thu gom lại, ngừng tụ ra kiếm thể trên bầu trời. Từ từ đá vụn tích tụ trong kiếm khí càng lúc càng nhiều, thanh kiếm đá cũng ngày một to hơn. Một trượng, hai trượng, cuối cùng hình dạng của thanh kiếm đột phá 30 trượng, nặng tầm vạn cân. Mắt thấy kiếm đá sắp vượt qua phạm vi trọng lượng mà kiếm khí của tôi có thể chịu đựng được, tôi đành cắn răng kiên trì, bởi vì một khi kiếm khí giáng xuống, người nhận lấy phản vệ đầu tiên chính là tôi. May mắn thay, mưa đá bạo liệt cũng làm hao tổn hết khí tức tiên thiên mậu thổ của kẻ đó. Bầu trời cuối cùng không tiếp tục giáng xuống mưa đá, mà măng đá trên nền đất dần dần co rút hòa vào dưới lòng đất. Chớp mắt một lão đạo có tướng mạo xấu xí gầy gò mặc áo choàng đạo giáo may bằng vải manh từ trong vách núi đập vỡ đá lao ra, đứng trước mặt tôi. Ngươi đã dùng phép thần thông nào thế hả? Lão đạo nhìn đăm chiêu kiếm đá đang lơ lửng giữa không trung hỏi. Thấu hiểu kiếm tâm, kết đá thành kiếm. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, quả không hổ danh là ma đạo tổ sư vậy mà lại có thể lấy kiếm pháp võ đạo phá vỡ khí thức tiên thiên mậu thổ của ta được rồi xem như ngươi đã qua ải nói xong lão đạo xấu xí liền muốn rời đi tôi vội vàng gọi ông ta lại tiền bối xin dừng bước chuyện gì kiếm đá do chính khí thức tiên thiên mậu thổ của đạo hữu hóa thành xin hãy thu hồi lại tôi nói lão đạo mới đầu hơi ngây ra một chút tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi rồi mới lộ ra nụ cười bí hiểm ta hiểu rồi thằng nhóc nhà ngươi cũng không thể đỡ được trọng lượng của kiếm đá này. Tại sao ta phải thu hồi lại chứ? Đây gọi là, trời tạo nghiệt còn thể tránh, tự tạo nghiệt không thể sống đó. Được thôi, nếu tiền bối đã không đồng ý thu hồi lại, vậy thì tạ lan chỉ đành trả vật về chỗ cũ rồi. Nói xong, kiếm tâm của tôi thôn thổ, dùng sức mạnh của thất sát pháp quy kiểm soát kiếm đá, quay ngược kiếm giữa không chung, nhắm chuẩn về hướng lão đạo kia. Giải thích từ thôn thổ là ý chỉ nhập vào rồi lại xuất ra. Hết giải thích, kiếm đá dài chừng 30 trượng, cân nặng ước tính tầm vạn cân, thẳng tiến bay vù vù về chỗ lão đạo. Lão đạo sướng sờ trong giây lát, sau đó kinh hãi hoảng sợ vội vàng độn thổ chạy trốn. Tất cả đều nằm trong dự liệu của tôi, kiếm đá chuyển hướng trên không, tiếp tục đâm sâu vào nơi lão độn thổ lẩn trốn. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm vang vọng, dây kế tiếp lão đạo hét lên thống khổ rồi phá đất bay ra, thân thể tàn tạ cùng sắc mặt sợ hãi không còn một chút máu, ánh mắt oán hận căm hờn nhìn tôi, Xem ra thần niệm rõ ràng đã thương tổn đến nguyên thần. Kiếm đá do tôi dùng kiếm khí ngưng tụ thành, nếu không đánh thương kẻ địch sẽ khiến bản thân tôi chịu phản phệ, bây giờ lão đạo đã bị kiếm đá đánh trọng thương, bản thân tôi tất nhiên cũng thoát ly khỏi nguy hiểm. Tu vi đã đạt cảnh giới của lão ta mà vẫn tổn thương đến nguyên thần, tối thiểu trong 10 năm đừng hòng so chiêu với người khác nữa. Tu vi càng cao thì vết thương càng khó hồi phục, thế nên người có thể khiến bọn họ bị thương vốn rất hiếm. Mà kiếm đá này vốn do chính tiên thiên mậu thổ của lão ta hóa thành, việc thu về đối với lão ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay. Lão không chịu, vậy tôi chỉ có thể làm thế. Tôi không có lòng muốn hại người khác, nhưng cũng không phải là người dễ bắt nạt đâu. Thắng được lão đạo, tôi tiếp tục tiến về phía trước. Leo càng cao, thời tiết càng lạnh dần, vách núi nơi này đã không còn thấy mấy tảng đá nữa, đều bị tuyết bao phủ hết thảy. Đỉnh băng đảo ngược, giống như con dao sắc bén bay vút lên trời chương 358, Huyền băng kiếm khí 2. Phía trên là sườn dốc bút giá cao thâm vạn trượng dãy núi quần ngọc đầu kiến, phía dưới là tuyết vực minh mông phủ trắng xóa vô cùng tinh khiết. Giải thích quần ngọc đầu kiến trích thơ Lý Bạch, diễn tả dãy núi trốn thần tiên trong truyền thuyết. Hết giải thích, lần trước tôi đến Côn Lôn là đi đường tắt của đệ tử nội môn, bây giờ phải từng bước leo lên núi, càng cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp tráng lệ đậm nét kỳ lạ của núi thần Côn Lôn trong truyền thuyết. Khi đi qua một cửa vào hang động, tôi mơ hồ cảm thấy một luồng sát cơ vô cùng hung hiểm tôi theo bản năng giảm tốc độ lại cửa hang động khá rộng lớn ngay khi tôi đi được nửa đường từ trong hang động đã thổi đến một luồng gió tuyết băng lạnh giá khiến cả người tôi run cầm cập vì hàn khí mới đầu tôi còn tưởng rằng có người trốn sau lưng thi triển pháp thuật hàn băng cẩn thận xem xét lại thì hóa ra nơi đây tập trung kiếm khí hàn băng hiếm thấy tôi vội vã phi thân nhảy lên cao tránh né luồng kiếm khí rét thấu xương này nào ngờ kiếm khí kia tấn công kịch liệt không thể ngăn cản Vừa tránh được một đạo, nó lại bắn ra vô số đạo từ trong hang động, khóa chặt tất cả các biến hóa xoay sở của thân thể tôi. Mặc dù tốc độ thân pháp của tôi đã đạt đến cảnh giới cực hạn ở nhân gian thế mà vẫn không thể tránh được toàn bộ các đòn tấn công, chỉ nghe một tiếng xẹt, bờ vai tôi đã bị kiếm khí chém ngang một đường máu dài. Nhưng mà kiếm khí không hề có ý định ngừng lại, thay vào đó càng ngày càng tấn công tôi dồn dập hơn. Nhìn tình hình bây giờ, nếu như tôi không ngăn chặn nguồn phát ra của kiếm khí trong hang động, tuyệt đối không thể yên ổn vượt qua cửa ải này rồi trước tiên tôi chỉ đành sử dụng kiếm khí đối kháng với kiếm khí trong hang động tìm kiếm khe hở rồi lao vào bên trong vừa vào hang động lòng tôi liền cảm thấy khó chịu lẫn sầu muộn kiếm khí trong động hoành hành ngang ngược tràn ngập sát khí nặng nề càng đi sâu vào bên trong sức hủy diệt của kiếm khí càng lúc càng dữ dội chỉ cần một sơ suất nhỏ đều sẽ bị trọng thương thậm chí mất mạng may mắn thay kiếm khí trong động tuy rằng kiêu ngạo hống hách nhưng không dày đặc như bên ngoài động nhắm chuẩn thời cơ, thì vẫn có thể tìm thấy đường ra, chẳng qua như vậy quá nguy hiểm. Ngay sau đó tôi tập trung tinh thần cao độ, từng bước cẩn thận tiến về phía trước, vừa đi khoảng mấy dặm thì toàn thân đã toát mồ hôi như thác lũ. Nhưng cũng chỉ đành cắn răng liều mạng xông vào trong, bởi vì hiện giờ tôi đến cơ hội xoay người cũng khó, chỉ cần lộ lưng ắt chạm chán sát cơ. Lại đi vào trong thêm mấy dặm nữa, bỗng trước mắt đột nhiên phát sáng, bốn bức tường trong hang đều là mặt gương do huyền băng vạn năm hóa thành huyền băng vạn năm kiên cố không thể đục vỡ, những kiếm khí mà tôi chạm chán, toàn bộ đều do mặt gương huyền băng phóng ra ngoài, chẳng trách nơi đây lại lạnh lẽo và rét buốt thấu xương đến vậy. Mặt gương mô phỏng theo diễn tập pháp trận nào đó, một đạo kiếm khí chém ra, liền sẽ cắt thành hàng ngàn hàng vạn đường kiếm, cũng khó trách trở nên dày đặc như chút nước. Khám phá ra huyền cơ bên trong, lòng tôi dần dần ổn định lại, chỉ đợi đi tiếp vài dặm, liền sẽ không chịu dày vò bởi kiếm khí do mặt gương huyền băng phát ra nữa. Nhưng mà chính lúc tôi vừa bước đến trung tâm hang động huyền băng, đột nhiên từ sâu trong hang động chiếu ra luồng ánh sáng trắng lóa trói cả mắt. Luồng ánh sáng chiếu trên mặt gương, khúc xạ lặp đi lặp lại, thẳng thừng lấy tôi làm tiêu điểm chính, dọi hết lên người tôi. Trong phút chốc mọi diễn biến hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi, vì quá bất ngờ tôi còn chưa kịp trở tay, đôi mắt đã bị ánh sáng trắng trực tiếp thiêu cháy, ngũ cảm lục thức cũng hỗn loạn kinh hãi do bị bỏng nặng. Ánh sáng trắng chỉ xuất hiện trong chớp mắt, những giây tiếp theo mới hiện diện thêm một đạo kiếm khí cường đại cuồng loạn chém tới. Lúc này thần thức của tôi vẫn chưa hồi phục, mà lại bị kiếm khí tập trung tấn công kịch liệt lần nữa. Căn bản không thể tránh được đòn này, vạn kiếm đánh xuyên qua cơ thể, toàn thân tôi từ trên xuống dưới đều bị kiếm khí xuyên thủng thành một cái rổ. Dưới ảnh hưởng của trận công kích dữ dội này, thẳng thừng lấy đi gần như một nửa sinh cơ trên người tôi. Nếu không phải nhờ tim ma của tôi kiên cố vững trái, từ trước đến giờ chưa từng thiếu hụt dũng khí thì chớp mắt đã khiến tôi từ bỏ phản kháng rồi điểm đặc biệt của kiếm khí nằm ở đoạn tuyệt tôi miễn cưỡng chịu đựng nỗi đau đớn do vạn kiếm xuyên tâm gây ra tiếp tục lê lết từng bước hướng về phía sâu trong hang động mỗi một bước là một vết máu rơi xuống đến cuối cùng kéo dài thành một đường máu tươi nhễ nhại vượt qua động huyền băng bước vào đường hầm âm u tối tăm kiếm khí bây giờ chỉ còn sót lại một đạo không còn đủ khả năng tiếp tục đả thương tôi nữa rồi tôi gia tăng tốc độ rất nhanh đã tìm thấy người đang điều khiển kiếm khí ở sâu trong hang động. Đó là một thiếu nữ trẻ tuổi mặc bộ áo màu xanh, mở to đôi mắt ngước nhìn tôi, sắc mặt có chút hoảng sợ. Trên tay thiếu nữ kia đang cầm một đoạn kiếm ngắn, thân kiếm có màu tuyết trắng trong suốt, mang hàn khí lạnh lẽo bức người. Lúc bị vạn kiếm xuyên tâm, tôi đã nghĩ tới hàng ngàn phương thức báo thù độc ác, nhưng khi thấy trước mặt tôi chẳng qua chỉ là một thiếu nữ trẻ tầm 15-16 tuổi, sát ý trong tim tôi chỉ đành nhanh chóng áp chế. Đưa kiếm cho ta, Tôi lạnh lùng ra lệnh, "Không, thanh kiếm này do Mộ Dung Tỉ Tỉ cho ta." Thiếu nữ đem kiếm giấu sau lưng, căng thẳng nhìn chằm chằm vào tôi. "Ta có thể không lấy kiếm của ngươi, nhưng một thân bị thương này của ta, ngươi nói phải xử lý như thế nào đây hả?" "Khức khức khức, ta cũng không muốn ra tay tàn nhẫn như vậy đâu. Nhưng mà Mộ Dung Tỉ Tỉ nói ngươi đáng bị như thế, kẻ phụ tình bạc nghĩa đáng phải chịu nỗi đau vạn kiếm xuyên tâm." Thiếu nữ khóc thút thít nói, "Tôi đã biết Mộ Dung nguyên duệ hận tôi mà." Chương 359, chứng kiến hôn nhân 1. Thì ra cô gái này được Mộ Dung Nguyên Duệ ủy thác để làm khó dễ tôi, tôi không thể ra tay với cô ta lần nữa, nhưng nếu không kiềm chế ả, à, tôi sợ khi tôi ra ngoài sẽ bị cô ta đâm lén từ phía sau. Cô tên gì? Tôi hỏi, Ngọc Nữ, khi cô ấy nói cô ấy tên Ngọc Nữ, trong lòng tôi có chút cảnh giác, trong điện chiến thần, bên cạnh tượng thần cử thiên huyền nữ, là pho tượng điêu khắc một cô gái bằng ngọc, tay nâng bảo kiếm, dáng dấp mang máng thiếu nữ trước mắt này. Đây quả thực là một dấu hiệu không tốt, Ngọc Nữ Hiện Thân cho thấy rằng Mộ Dung Nguyên Duệ đã ngưng tụ thành công thần vị, bất kỳ lúc nào cũng có thể trở lại Thiên Đình. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi có một chút thương cảm. Với tư chất của Mộ Dung Nguyên Duệ, cộng thêm thân phận của Cửu Thiên Huyền Nữ chuyển thế, sợ rằng cô ấy muốn trở về Thiên Đình là việc bất kỳ lúc nào cũng có thể làm được, không cần phải đợi đến khi trở thành Thiên Tôn mới có thể. Đến cùng thì chúng thần tuy nhiều, nhưng Thiên Tôn cũng chỉ lác đác vài người thần vị chủ yếu đến từ việc sắc phong của thiên đình, đến cả chịu lôi kiếp cũng được thiên đình miễn trừ cả. Nếu thực sự cô ấy về thiên đình, tiên phàm vĩnh viễn cách biệt, vậy thì duyên phận của tôi và cô ấy cũng không thể thành được. Sao ngươi lại không đi? Thấy tôi im lặng không nói, ngọc nữ hỏi, cô dẫn ta ra ngoài, nghĩ đến đây tôi liền nói. Thiếu nữ ban đầu còn không muốn, nhưng bị tôi hung giữ trợn mắt nhìn một cái, ngay lập tức cúi đầu, ủy khuất mà đi trước dẫn đường. Ra khỏi động, tôi tự mình đi về phía trước còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy thiếu nữ từ phía sau nói người muốn gặp cô ấy làm gì ta có thể hỏi giúp ngươi ta vẫn là nên tự mình gặp cô ấy rồi nói vậy tôi nói lỡ như ngươi chưa gặp được cô ấy đã chết rồi thì sao thiếu nữ lại hỏi ha ha ta sẽ không chết được đâu ta rất chắc chắn về điểm này vừa nói xong câu này tôi liền cảm thấy sát ý từ bốn phương tám hướng ập đến chỗ tôi một đạo ly hỏa một đạo canh kim một đạo quỳ thủy một đạo mậu thổ Người đến chính là mộ dung nguyên duệ mậu thổ là bồn tôn của cô ấy, ba người còn lại chính là pháp thân mà cô ấy hóa thành. Ba năm không gặp, mộ dung nguyên duệ chỉ còn cách thiên tôn một bước nhỏ mà thôi. Ta thật muốn biết, tại sao ngươi lại nghĩ ta không dám giết ngươi? Bốn mộ dung nguyên duệ đã hoàn toàn khóa chặt hết khí thức xung quanh tôi, còn có một ngọc nữ ở bên cạnh cậy thế chủ nhân đã âm thầm rút ra thanh kiếm trên tay, bắt đầu trở mặt. Mà tôi của hiện tại toàn thân máu tươi, sinh cơ tiêu hao hơn phân nửa, sức chiến đấu cũng giảm đi đáng kể. Nếu như mộ dung nguyên duệ muốn giết tôi, tôi sẽ khó mà thoát kiếp nạn này. Quan trọng hơn cả, nơi này là côn lôn, thần niệm thiên tôn của ma đạo không thể đến được đây, cùng lắm cũng chỉ là thay tôi trả thù. Ha ha, cô đừng quên, lúc đó là ta đã cứu cô ra khỏi bồng lai tiên đảo. Và cô cũng đã đáp ứng với ta, không đến lúc cô tháo mặt nạ thì sẽ không giết ta. Sông có khúc, người có lúc, khi đó người vẫn chưa tế xuất ra tấm bia thất sát thứ ba của ma đạo tổ sư, tuyên bố theo lại con đường cũ của hắn. Bây giờ nếu ta giết ngươi, thiên đạo sẽ không can thiệp, càng không liên lụy đến tu hành. Cô ấy nói không sai, lúc bia thất sát thứ ba của ma đạo tổ sư xuất thế, trời nổi sát ý, ai dám chiếm bia thất sát đồng nghĩa là đối địch với trời. Nên sau khi tôi ở thiên chỉ tế xuất bia thất sát, tạ Lưu Vân đã từ bỏ ý định liên minh mới ma đạo. Mà tôi cũng thu hút không biết bao nhiêu cường địch cho ma đạo, theo dõi từ trong tối. Cô không thể giết ta, Tôi nhìn chầm chầm vào bổn tôn của cô ấy, không sợ hãi nói. Ha ha, cho ta một lý do để không giết ngươi đi. Giết ta rồi, cô sẽ hối hận cả đời. Nực cười, nói như thế nếu ta không giết ngươi thì ta sẽ không hối hận vậy. Tạ Lan, thật lòng mà nói, cả đời mộ dung nguyên rưỡi ta hối hận nhất chính là quen biết kẻ phụ tình bạc nghĩa, trơ cháo như ngươi. Trước những lời cô ấy nói ra tôi không còn lời nào để đáp, nhưng nghĩ đến kiêm hà không còn một chút sinh cơ, tôi chỉ có thể mặt dày mà nói, ta biết ta nợ cô rất nhiều, lần này tìm đến cô cũng là không còn lựa chọn nào khác. Phí lời, nếu không việc cầu ta thì ngươi sẽ đến côn lôn sao? Nói xem, ngươi tìm ta vì chuyện gì? Ta muốn xin một nhành cỏ long diên. Cỏ long diên là bảo vật của long tộc, côn lôn tiên đạo ta trải qua 3.000 năm cũng chỉ tích lũy được vài cây. Đại nạn sắp đến, cỏ long diên còn phải để dành để cứu mạng đệ tử tiên đạo ta, làm sao có thể đưa cho ngươi được? Mộ Dung Nguyên Duệ trực tiếp từ chối ta sẵn sàng lấy đồ vật để đổi. Tôi nói, ma đạo nghèo rất mồng tơi, kể cả thanh kiếm của ngươi cũng là do ta tặng cho, ngươi lại có vật gì để ta phải xem trọng chứ. sáu 360, chứng kiến hôn nhân 2. Tôi bị cô ấy nói đến đỏ cả mặt, nhưng lại không thể thừa nhận những lời cô ấy nói là sự thật. Nếu cô đồng ý cho ta cỏ long riêng, ta sẽ nói cho cô nghe một bí mật, bí mật này có liên quan đến việc cô có thuận lợi trở thành thiên tôn hay không. Thiên tôn khó chứng, nghe tôi nói sẽ liên quan đến việc cô ấy trở thành thiên tôn mộ dung nguyên duệ để lộ ra nét mặt có vài phần tò mò nhưng phần nhiều vẫn là nghi ngờ bí mật gì cô theo ta đến một nơi là biết ngay tôi nói mộ dung nguyên duệ nghĩ ngợi một chút rồi thu hồi lại pháp thân lạnh lùng nói dẫn đường nếu ngươi nói dối kết quả như thế nào thì tự ngươi rõ nhất ta là ma đạo tổ sư nói thế nào thì làm như vậy làm sao có thể lừa cô như vậy là tốt nhất hiện tại tôi cùng với mộ dung hai người ngự không phi hành bay đến huyện ung ninh nơi gần với côn lôn nhất muốn đến âm ty thuận tiện nhất là đi qua miếu thành hoàng trong miếu thành hoàng có một cổng âm dương giới thông đến hoàng tuyền lúc này đang là hoàng hôn thời điểm phùng ma dương khí bắt đầu suy giảm âm khí bắt đầu tăng lên là cơ hội tốt để xuống âm ty miếu thành hoàng của huyện ung ninh được xây ở sườn núi vùng ngoại ô do là đất rộng người thưa nên hương khói ở miếu thành hoàng rất ảm đạm lớp sơn vàng trên tượng thành hoàng gia bong chóc từng mảng, điện thờ lại càng thêm đổ nát. tám vị tướng bảo vệ miếu thành hoàng siêu vẹo, nhưng lệch các chi không còn toàn vẹn. người đưa ta đến đây làm gì? mộ dung nguyên duệ hỏi. đợi một chút là cô biết thôi. miếu thành hoàng này tuy rằng trông không có sinh cơ, nhưng ngay khi tôi và mộ dung nguyên duệ vừa bước vào, ngay lập tức xuất hiện vài đạo thần niệm. một khắc sau, thành hoàng ra bước ra từ bức tượng, hướng về mộ dung nguyên duệ mà đại hành lễ quỷ bái không biết huyền nữ đại giá, xin thứ lỗi vì đã không đón tiếp từ xa. Thái độ của thành hoàng gia thập phần tôn kính, người không biết không có tội, mộ dung nguyên Duệ lạnh lùng nói, cửu thiên huyền nữ vốn là chính thần của tiên đạo, càng là chiến thần được truyền khắp tam giới, sát phạt vô song, đắc đạo ngay trong thời hồng hoang. Thành hoàng gia chỉ là một chức vị thấp bé của âm ti, gặp được cô ấy đương nhiên sẽ nơm nấp lo sợ. Sau khi hành lễ xong với mộ dung nguyên duệ, thành hoàng gia đứng dậy chắp tay chào tôi, lạnh lùng nói một câu gặp qua ma đạo tổ sư ông bà có câu người so sánh với người chỉ tức chết người đãi ngộ này thực sự là một trời một vực mà năm đó ma đạo tổ sư xuống âm ty năm phương quỷ đế của âm ty gặp còn phải chào theo lễ của đệ tử đánh nhau thì đánh nhau nhưng lễ tiết vẫn phải đủ không còn cách nào khác sức mạnh đặt lên đầu tự mình không thể làm được thì không nên trách xã hội này không bình đẳng không biết huyền nữ đến đây là vì chuyện gì thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp sức Thành hoàng gia nói, ngươi hỏi hắn, mộ dung nguyên duệ chỉ về phía tôi nói, ta muốn cùng mộ dung tiên tử đi âm ti, cho nên tới đây mượn đường. Thành hoàng gia sắc mặt đề phòng nhìn chăm chăm tôi một hồi lâu, rồi lại nhìn mộ dung nguyên duệ lần nữa, không thấy cô ấy tỏ ý gì, nên nói hai vị xin mời theo tôi. Bước vào phòng trong của miếu thành hoàng, thành hoàng gia bắt đầu niệm chú làm pháp, cùng với những câu chú ngữ của ông ấy, trên mặt đất bốc lên một màn khói đen, trong màn khói đen lờ mờ xuất hiện một cánh cửa lớn màu đen đây chính là cửa âm dương giới dẫn xuống âm ti cánh cửa âm dương giới do thành hoàng ra mở ra kém xa so với cái của phán quan vẩy một phát bút thấy cửa âm dương giới mở ra tôi trực tiếp bước thẳng vào nó không giống với cánh cửa âm dương giới mà phán quan mở ra trong quân chứng của tôi đằng sau cửa giới của miếu thành hoàng chính là đường xuống hoàng tuyền rốt cuộc thì ngươi dẫn ta đi đâu cạnh sông vong xuyên trước đá tam sinh nói xong tôi bắt đầu ngự kiếm phi hành bay thẳng đến sông vong xuyên Lần trước là thức thần của tôi bị bắt xuống âm ti, không thể thi triển thần thông, lần này tôi không cần phải đi từng bước qua 13 trạm âm ti nữa, ngay cả đường hoàng tuyền cũng bỏ qua. Nghe nói sắp đi đến đá Tam Sinh, Mộ Dung Nguyên Duệ ở phía sau ngơ ngác một hồi, sau đó liền bay lên đuổi theo. Âm ti rộng lớn vô cùng, tôi cẩn thận né tránh những người âm ti ở dưới đất, cố ý chọn khoảng không không người mà bay, rất nhanh đã tới bên cạnh sông Vong Xuyên rồi. Bên sông Vong Xuyên vắng vẻ không bóng người nhìn về phía trước đá tam sinh lặng lẽ đứng đó mời mộ dung tiên tử soi về nhân duyên kiếp này tôi nói thái thượng vong tình ta soi nó để làm gì mộ dung nguyên dậy lạnh lùng nói đá tam sinh có nhân duyên của cô tôi lại nói mộ dung nguyên dậy nghe vậy trầm mặc một lúc sau mới hỏi làm sao ngươi biết bởi vì ta đã soi qua đá tam sinh rồi cũng đã tận mắt chứng kiến nhân duyên của cô bí mật mà ngươi muốn tiết lộ cho ta chính là nhân duyên giữa ta và ngươi ư không sai, chương 361, thương cảm ly biệt một. Mộ Dung Nguyên Duệ thật thông minh, ngay khi nghe tôi nói rằng tôi đã nhìn thấy nhân duyên của cô ấy trên đá tam sinh, ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi vẫn là đoán sai tâm tư của cô ấy. Tuệ cập tất thương, tình thâm bất thọ, thông minh quá sẽ tự làm hại bản thân, tình nặng quá thì không dài lâu. Cô là thiên thần chuyển thế, có sự dây dưa của tình duyên, nhất định sẽ bị tình duyên tích lũy. Vì vậy, ta mới đặc biệt đưa cô đến để soi đá tam sinh. Tôi nói, ha ha, soi rồi thì đã thế nào, nhân duyên chỉ tâm cảnh bậc tu vi thiên tôn mới có thể chặt đứt. Mộ Dung Nguyên Duệ cười lạnh nói, không, chỉ cần ta và cô đồng thời thề trước đá tam sinh cắt đôi tình duyên, thì dây nhân duyên này sẽ được hóa giải. Ma đạo nghèo rất mồng tơi, ta cũng không có gì cho cô, chỉ đành lấy cái này để đổi cỏ long riêng của cô luôn các cô thôi. Mộ Dung Nguyên Duệ nghe xong im lặng một lúc, Chiếc mặt nạ thanh đồng lạnh lẽo đã che đi biểu cảm trên gương mặt của cô, tôi cũng nhìn không rõ những suy nghĩ trong lòng cô ấy. Nếu cô không tin, có thể xem trước nhân duyên của cô. Tôi nói, được, nói xong, mộ dung nguyên duệ đi đến trước mặt đá kiếp này. Khi cô ấy đi soi nhân duyên kiếp này trên đá tam sinh, tôi theo bản năng mà tránh xa cô ấy. Hiện tại, tôi đã nửa thân thương tật, nhớ đâu cô ấy nhất thời xúc động mà ra tay với tôi, thì sẽ là một việc chết người đấy. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, tâm trạng của tôi vạn phần căng thẳng. Lúc đầu mộ dung nguyên duệ xem còn rất bình tĩnh, khi những cảnh tượng thay đổi dần ra, thì cơ thể cô ấy bắt đầu run lên nhẹ nhẹ. Đợi đến khi cảnh cuối cùng xuất hiện, đạo bào trên người cô ấy không cần gió vẫn tự lay động. Sát ý từ cơ thể cô ấy đột một bạo phát, tôi chưa từng thấy qua sát ý nào mạnh đến vậy. Phải qua một lúc lâu sau, sát ý từ từ lắng xuống, sau đó mộ dung nguyên duệ mới chậm rãi xoay người lại. Đôi mắt tách bạch tròng đen tròng trắng nhìn chằm chặp vào tôi, Hốc mắt chứa đầy nước mắt lấp lánh. "Ngươi, qua đây cho ta." Mộ Dung Nguyên rể giơ ngón tay trắng ngọc ngà lên, khẽ run, chỉ vào tôi nghiến răng mà nói. "Có gì từ từ nói." Tôi vội vàng xua tay, giờ khắc này cô ấy đang rất tức giận, tôi mà qua đó thì chẳng khác gì tự tìm đường chết cả. Tôi vừa dứt lời, thì Mộ Dung Nguyên rể lập tức di chuyển đến trước mặt tôi, vốn dĩ tôi có thể tránh được, nhưng khi nhìn thấy những giọt lệ trong mắt cô ấy, sững sờ không tránh không né. Chỉ nghe thấy một tiếng vang sắc từ cô ấy rồi cả thế giới lại im bặt ai già chuyện đã dự liệu được từ trước một cảnh tượng hoang đường trên đá tam sinh đánh tôi đã được xem là nhẹ lắm rồi đã thế vào lúc đó cô ấy là thiên tôn rồi thiên tôn không thể nhục càng không thể như thế kia được có phải ngươi đã dở trò gì đúng không mộ dung nguyên duệ vẫn chưa nguôi giận câu này tôi cũng đã hỏi qua cửu u nữ đế nhưng câu trả lời của cô ta là một chàng cười đến điên cuồng đá tam sinh vốn được hậu thổ nương nương dùng tam sinh quyết với pháp lực vô thượng mà hóa thành quản lý nhân duyên luân hồi, cô nghĩ với bản lĩnh của ta thì có thể thay đổi dây nhân duyên sao? Tôi nói, mộ dung nguyên duệ trầm mặc, cô ấy đương nhiên biết tôi không có bản lĩnh đó. Kết quả không quan trọng, chỉ cần chúng ta đồng thời chặt đứt ý nghĩ đó, thì cảnh tượng trên đá tam sinh sẽ không xảy ra nữa. Tôi nói, nói xong, tôi tự mình đi đến trước đá tam sinh trước, theo đó mộ dung nguyên duệ và tôi đã đứng cạnh nhau. Phải làm thế nào, mộ dung nguyên duệ hỏi, ta cũng không biết, Đoán rằng phải đọc một đoạn thơ có dự đoán sự ly biệt mới được. Về bài thơ tình liên quan đến ly biệt giữa nam nữ, trong lịch sử có rất nhiều bài, mà bài nào cũng khiến người ta buồn vô tận. Lúc này tôi cùng mộ Dung Nguyên Duệ đều rơi vào trầm tư. Muốn tạm biệt, phải chọn một bài phù hợp nhất với mối quan hệ của tôi và cô ấy. Nhưng tôi đã tìm hết các bài thơ ly biệt trong lịch sử, cũng không tìm được một bài phù hợp nhất. Cuối cùng, tôi chỉ có thể sửa lại một bài thơ văn của thôi giao thời đường, rồi đọc lên cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần côn lôn giao chỉ ngộ trung thân nhất nhập đạo môn thâm tự hải tụng thử mộ dung tự lộ nhân tức là cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần côn lôn giao chỉ không trốn dung thân vừa vào đạo môn đã sâu như biển từ đây mộ dung là người qua đường bài thơ này tuy không đủ chân thành nhưng cũng có thể coi là sự thật đây cũng là điều tôi nghĩ trong lòng đọc xong tôi lén nhìn về mộ dung nguyên duệ phát hiện nước mắt của cô ấy đã chảy ra hai dòng long lanh chảy xuống mặt nạ thanh đồng lạnh giá Trái tim tôi rung động một chút, hối hận muốn chết. Nhưng hối hận cũng đã muộn rồi, bài thơ ly biệt đã đọc ra, thì không thể thu hồi lại được nữa. Sau khi tôi đọc xong, mộ dung nguyên rể cũng từ từ mở miệng, hữu sở tư, nãi tại côn lôn nhai. Thái thượng vong tình, tố thủ tuệ kiếm chảm tình ti. Tình thi thôi phát như thảo mộc, thôi thiếu chi, đương phóng dương kỳ hôi. Tụng kim dĩ vãng, vật phúc tương tư, tương tư giữ quân tuyệt. Dịch nghĩa rằng, có suy nghĩ, ở tại vực côn lôn, Thái thượng quên tình, tay không tuệ kiếm chém tơ tình. Tơ tình thôi thúc mọc như cỏ cây, đốt hết chúng, để gió thổi bay cho. Từ nay về sau, không tương tư nữa, rất tương tư với người. Khi đọc đến câu cuối cùng, giọng của Mộ Dung Nguyên Duệ đã nghẹn ngào, trên mặt nạ Thanh Đồng cũng đẫm nước mắt. Chương 362: Thương cảm ly biệt hai. Tôi biết cô ấy là vì tôi động tình, nhưng lại không nghĩ rằng sau khi đã trải qua nhiều việc như thế, trong tim cô ấy còn khắc ghi tôi sâu đến vậy cùng với sự tuyên thể của hai chúng tôi, những hình ảnh của tôi và mộ dung nguyên duệ trên đá tam sinh từng chút một tan thành mây khói. đến cuối cùng chỉ còn lại mỗi một dây nhân duyên thuộc về hai chúng tôi cũng bị chúng tôi dùng niệm lực để kéo thẳng ra. mắt thấy đoạn dây đã sắp đứt lìa, nhưng ngay vào lúc này cả tôi và cô ấy đồng thời buông tay. dây nhân duyên chưa đứt, mọi cảnh tượng trên đá tam sinh lại trở nên rõ ràng. trầm mặc cả một khoảng không trầm mặc, sau sự trầm mặc chính là sự ngượng ngùng vô tận. Cái ta tu là thuận theo tâm ý, đoạn dây tình duyên này không thể ngáng đường ta." Thật lâu sau, Mộ Dung Nguyên duệ nhàn nhạt, nhạt mở miệng. "Ừ, ta cũng như vậy, tôi nói, chúng tôi theo đường cũ mà trở về, khi lần nữa hiện thân ở Miếu Thành Hoàng, Thành Hoàng gia vẫn còn đang ở trong miếu đợi chúng tôi. Được giúp sức cho Huyền nữ là vinh hạnh của tại hạ. Do thân mang trách nhiệm, nên vẫn mong Huyền nữ báo cáo lại hành tung với âm ty, để tại hạ tiện bề ghi chép." Thành Hoàng gia nói, khụ khụ, ta khuyên người tốt nhất đừng nên nhắc tới chuyện hôm nay, nếu không thì ngay cả miếu thành hoàng nhỏ nhoi này cũng không giữ nổi đâu. Tôi nói huyền nữ, thành hoàng gia hiển nhiên sẽ không tin lời của tôi, đưa mắt nhìn về mộ dung nguyên duệ. Chuyện hôm nay giữa ta và hắn, nếu dám để lộ ra điều gì, thì âm ti cũng không thể giữ lại mạng của ngươi. Mộ dung nguyên duệ còn tàn nhẫn hơn tôi, tôi cũng chỉ là uy hiếp thần vị của thành hoàng gia, còn cô ấy thì trực tiếp uy hiếp đến tính mạng của thành hoàng gia. Thành hoàng gia nghe cô ấy nói vậy, khi liên quy đột xuống đất, liên tục bảo không dám nói bừa. Sau khi rời khỏi miếu thành hoàng, tôi theo mộ dung nguyên duệ đến tổ đình của tiên đạo. Vì ngại thân phận nhạy cảm của tôi, nên mộ dung nguyên duệ đã không đưa tôi đến cung giao trì, thay vào đó bảo tôi đến điện chiến thần đợi cô ấy. Lần nữa bước vào điện chiến thần, lại có một cảm giác khác hẳn. Mặc dù thân phận cửu thiên huyền nữ của mộ dung nguyên duệ đã được xác nhận, nhưng uy nghiêm thần thánh của điện chiến thần không hề suy giảm đi một chút nào, mà hương hỏa lại càng thêm hưng thịnh. Cửu thiên huyền nữ vào thời hồng hoang đã bộc lộ thần tích, trong trận chiến phong thần lại là thống soái tam quân của tiên đạo, giúp tiên đạo giành chiến thắng cuối cùng, được phong là chiến thần cửu thiên, nhưng cô ấy trong tín ngưỡng dân gian lại không được biết đến nhiều, điều này rất khác so với địa vị của cô ấy trong đạo môn. Cũng giống như với đạo của cô ấy vậy, người thiện chiến không hay có công lớn. Trong đạo tàng thì cô ấy là một người thông thạo chiến lược quân sự, là vị thần chính nghĩa của pháp thuật thần thông, trở thành một nữ tiên ứng mệnh phù trợ cho các anh hùng trừ gian diệt ác, địa vị không dưới đạo tổ. Nếu không phải do sát khí quá nặng, cô ấy và ma đạo phá quân hộ Pháp Thiên Tôn cũng giống nhau, đều có tiềm lực trở thành đạo tổ. Ngay cả khi không phải đạo tổ, với trạng thái đỉnh cao của cửu thiên huyền nữ, với năng lực đó cũng có thể áp đảo vị thần của nữ oa nương nương. Tây vương mẫu và đầu mẫu nguyên quân trong bảng xếp hạng những thiên tôn mạnh đều xếp dưới cả cô ấy. Giờ khắc này nhìn về tượng thần của cô ấy, trong lòng tôi cảm xúc lẫn lộn. Đây là một vị thần cổ, một chiến thần danh động tam giới, mà tôi và cô ấy trong một kiếp người tại nhân gian lại có sự dây dưa nhân duyên. Quan trọng nhất là đoạn nhân duyên này đến cuối cùng cũng có kết cục. Cửu thiên huyền nữ lần này chuyển thế ứng với kiếp nạn sinh tử, thật ra không thể gọi là luân hồi, nên gọi là tái sinh. Ngoại trừ đạo của chiến thần và ký ức của cửu thiên huyền nữ, thì mộ dung nguyên duệ là một sinh mệnh hoàn toàn mới. Điểm này giống với Thủy Hỏa và Khương Tuyết Dương một cách kỳ lạ. Tương tự với cái này còn có rất nhiều, trường sinh khó cầu ngay cả thiên tôn cũng bị giới hạn về tuổi thọ thay đổi tùy người ma đạo phá quân hộ pháp thiên tôn chuyển thế chín kiếp là vì tuổi thọ đã đến cực hạn cho nên bà ấy chỉ để lại ký ức cho thùy họa bản thân hóa thành hy di đồng quy với trời đất tham lang hộ pháp thiên tôn cũng giống như vậy trong trận chiến phong thần người chết dưới trận vạn tiên của ma đạo tham lang hộ pháp thiên tôn không ít hơn cử thiên huyền nữ và thùy họa tuy nói thiên đạo bất nhân nhưng giết chóc là nguồn gốc của tội lỗi sát sinh càng nhiều nhân quả tham gia vào sẽ càng nhiều, giới hạn tuổi thọ sẽ càng đến sớm hơn. kể cả là thiên đạo cũng không thể tùy tiện tàn sát chúng sinh, can thiệp nhân quả chúng sinh, chỉ có thể mượn tay người khác mà giáng họa giáng tội. cho đến khi giới hạn tuổi thọ đã đến, thiên tôn toàn năng cũng chỉ có thể giữ đạo của mình nhờ vào cách thức tái sinh. mặc dù ký ức tồn tại, nhưng không còn là con người trước kia nữa. cái cũ không đi, thì cái mới không đến. ba năm là quá dài, những người trong trận chiến phong thần gần như đã thay đổi một lượt rồi tam giới của hiện tại là một thiên hạ hoàn toàn mới. Còn về trường sinh, bất tử bất diệt, đó chính là uy lực chỉ riêng thiên đạo có, cũng là thủ đoạn mà thiên đạo dùng để uy hiếp tam giới. Chương 363, Âm Sơn Pháp Mạch 1. Lúc nhỏ khi xem Tây Du Ký, ấn tượng sâu đậm nhất chính là câu nói đó của Tôn Hầu Tử. Dù rằng ngươi có ngàn lần pháp thuật, vạn phép thần thông, ta chỉ hỏi một câu, có được trường sinh không? Trường sinh không thể cầu, thiên tôn cũng sẽ mất đi, chư thần cũng không thể thoát chết chỉ có thiên đạo được ban phép trường sinh, kéo dài tuổi thọ. Lý do mà Nữ Oa từ thượng cổ tồn tại cho đến mặt pháp vẫn còn có uy danh trong tam giới hiện nay, nghe bảo là do có được phép trường sinh mà thiên đạo ban cho. Đây cũng là lý do tại sao Thiên Tôn Thiên Đạo không muốn nghịch ý thiên đạo, trừ Ma đạo tổ sư ra. Ma đạo tổ sư trong chấn hồn quan một bước xuyên qua hư không, bên trong đại miếu, dùng thần thức cuối cùng tiêu diệt phân thần của Nữ Oa, điều này đủ chứng minh rằng ông ấy không ham gì sự trường sinh. Nếu ma đạo tổ sư có thể tái sinh, tôi tin chắc rằng ông ấy cũng sẽ đưa ra sự lựa chọn tương tự, đối địch với thiên đạo. Sau này tôi mới hiểu ra, lý do mà ma đạo tổ sư khiến thiên đạo kiên kỵ đến vậy, không chỉ là vì chúng sinh bình đẳng của ông ấy, mà còn là vì ông ấy đã rình mò ra được bí mật trường sinh bất tử của thiên đạo nữa, chính là câu mà nữ oa không bật ra khỏi miệng. Ngay lúc tôi ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bức tượng thần huyền nữ mà ngẩn người một lúc, thì mộ dung nguyên duệ ở sau lưng tôi nói thấy tượng thần của ta tại sao không quỳ sợ cô nhận không nổi. Tôi xoay người hướng về cô ấy cười rồi nói, nếu không có nhân duyên trên đá tam sinh, thì ta thực sự nhận không nổi một lạy của ma đạo tổ sư mang mệnh cách thất sát này. Hiện tại, ha ha, còn không mau quỳ xuống cho ta. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, cô sẽ không làm thật chứ? Tôi hỏi, phí lời, trừ khi ngươi không muốn cỏ long riêng nữa. Thôi được, cậu ở nơi người, không gì để nói. Ngay lập tức tôi chỉnh lại quần áo, hướng về tượng thần huyền nữ quỳ xuống đất bằng hai gối. Trong miệng lẩm nhẩm, cửu thiên cửu thiên, huyền nữ chân tiên, đầu tại kim khôi, cước đạp hỏa luân, thân kỵ bạch hạc tại vân trung, thủ trì bảo kiếm trảm yêu tinh, lâm phàm tế độ cứu lương dân, hà thần bất phục, hà quỷ bất lương, thân thân hạ hàng, cứu tế vạn dân, huyền nữ nương nương, độ thế tử bi thiên tôn. Nghĩa là cửu thiên cửu thiên, huyền nữ chân tiên, đầu đội mũ vàng, chân đạp hỏa luân, thân cưới hạc trắng giữa mây, tay cầm bảo kiếm diệt yêu tinh, xuống phạm trần cứu độ dân lành, thần nào không phục, quỷ nào bất lương, đích thân xuống hàng, cứu tế vạn dân, huyền nữ nương nương, độ thế tử bi thiên tôn. Sau khi niệm xong, tôi hết mực cung kính thắp ba nén nhang lên cho tượng thần cửu thiên huyền nữ, rồi mới đứng dậy. Bây giờ thì cô đã hài lòng rồi chứ? Tôi hỏi tốt lắm, mộ dung nguyên rợi gật gật đầu, trong ngữ khí mang theo chút vui vẻ hưng phấn, rồi sau đó đưa hộp gỗ có chứa cỏ long diên cho tôi. Sau khi có được cỏ long diên, tôi nóng lòng muốn quay trở về, cùng mộ dung nguyên duệ tạm biệt. Trước khi chia tay, mộ dung nguyên duệ đặc biệt dặn dò tôi một chuyện. Cô ấy nói, sau trận chiến với giã tiên, phong hồn thiên hạ đều ngưỡng mộ danh tiếng phá quân của lâm Thùy họa mà tiến về quan ngoại. Điều này không chỉ âm ti bị chấn động, mà người của âm sơn pháp mạch cũng không thể ngồi yên được nữa, mà đạo và âm sơn có thể xảy ra cuộc chiến. Cái gọi là âm sơn pháp mạch, chính do tổ sư âm sơn lão tổ được các bàng môn tà đạo hiện giờ tín phong tạo thành tự xưng là đạo thứ tư của thiên đạo giáng xuống tại nhân gian, xếp sau tiên đạo, nhân đạo, ma đạo. Lượng lớn phù chú thư tịch mà cảng, đài tức là Hồng Kông và Đài Loan và các nơi khác xuất bản, thường thấy ngô phụng âm sơn lão tổ sắc lệnh, vân vân. Là tiêu chuẩn của âm sơn pháp mạch, âm sơn lão tổ là người cùng thời đại với tam đạo tổ sư, là một trong những thiên tôn mạnh nhất của nhân gian, ngay cả âm ti cũng không thể làm gì hắn. Trong cuối thời kỳ hỗn loạn, âm ti từng phát binh đến âm sơn. Âm Sơn lão tổ chiến đấu với cả đông, tây hai vị quỷ đế, cuối cùng lưỡng bại câu thương, ai cũng không được lợi. Trong cuộc chiến tranh này, 10 vị âm soái của âm ti đã mất hết 9 vị, không biết có bao nhiêu âm binh, quỷ tướng bị trấn áp ở dưới âm Sơn nữa. Còn về vì sao mà âm Sơn pháp mạch xảy ra xung đột với thủy họa, nguyên do vẫn là nằm ở vong hồn nhân gian. Âm Sơn pháp mạch chuyên mượn lực của vong hồn để tu hành, âm Sơn lục thuật mê hợp, xung khai, khiếu hồn, tỏa hồn, khu hồn, điều hồn, chiêu tài, không một cái nào không có liên quan đến vong hồn, âm thần cả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao âm sơn pháp mạch từ khi thành lập môn phái đã bị âm ti liệt vào danh sách kẻ thù số 1, là vì âm ti cho rằng vong hồn nên thuộc về âm ti quản lý. Nhưng giờ đây vong hồn trong thiên hạ đều vì danh của thùy họa mà đổ về quan ngoại, người của âm sơn pháp mạch nhất định sẽ chẳng ngồi không không quản được. Điều quan trọng nhất là âm sơn của hiện tại không còn là âm sơn của trước kia nữa rồi. Pháp không phân chính tà thiện ác, Lúc đầu âm sơn pháp mạch dưới sự dẫn dắt của âm sơn lão tổ, vẫn chưa có hành vi độc ác, tuy rằng ngựa sử vong hồn, nhưng cũng có thể xem là nơi dung thân của vong hồn. chương 364, âm sơn pháp mạch 2 Kể từ sau khi âm sơn lão tổ chiến đấu với hai vị quỷ đế, vì trọng thương mà bế tử quan, dần dà âm sơn pháp mạch do hắn khởi tạo đã đi chệch khỏi quỹ tích chính đạo. Đến khi thời đại mạt pháp mở ra, tiền đạo chiếm cứ thiên đình không màng thế sự, nhân đạo ở ẩn không xuất hiện, mà đạo một đêm tiêu vong. Âm sơn pháp mạch mất đi sự chế ngự của đạo môn, dần dần sinh ra một số giáo phái như quỷ vương tông, lấy dương bổ âm, thu thập tà thuật, làm hại nhân gian. Truyền nhân của âm sơn pháp mạch vốn dĩ đã đi theo con đường mạnh bạo và nhanh chóng, đạo tâm không đủ vững vàng, âm sơn giờ đây đã trở thành nơi tiếp tay cho những việc làm xấu xa. Tôi ở trong trận thiên chỉ đã giết biết bao nhiêu thủ lĩnh của các tà môn ngoại đạo, tự bọn họ không có năng lực phục thù ma đạo, nhất định sẽ mượn tay của âm sơn pháp mạch mà làm khó ma đạo và lại ma đạo xuất thế, chắc chắn sẽ lấy đi toàn diện sự cai trị khu trợ quỷ của địa ngục. Như vậy mà nói, thì trận chiến giữa ma đạo và âm sơn pháp mạch là không thể tránh khỏi. Chẳng qua chỉ là một đám ác nhân, ma đạo ta có gì phải sợ chứ? Tôi nói, người cũng coi thường âm sơn quá rồi, ba ngàn năm mặt pháp, âm sơn không biết tập trung được bao nhiêu khí âm sát, lực chiến chỉ xếp trước giá tiên chứ không thể yếu hơn. Cho dù tiên đạo ta muốn nhanh chóng công phá âm sơn cũng sẽ tổn thương đến gân cốt, chỉ dựa vào sức chiến đấu hiện tại của ma đạo ngươi còn không đủ để âm sơn thập nhị sát nhét kẽ răng nữa là mộ dung nguyên rợi lạnh lùng nói âm sơn thập nhị sát có lai lịch thế nào để từ đích truyền của âm sơn lão tổ mỗi người đều thủ đoạn thông thiên đáng tiếc bọn họ vốn dĩ có cơ duyên thiên tôn bây giờ trở thành hung thần nhân gian nếu mà nhập thế tác loạn thì có thể ví với cổ ma núi không minh mộ dung nguyên rợi nói đại nạn của nhân gian đến từ gốc rễ của thập vạn đại thần Ba năm trước tôi tự hủy huyền quan tiêu diệt cổ ma Bách Lý Xuân Thu, đại nạn của nhân gian đã bắt đầu thay đổi. Âm sơn thập nhị sát này át hẳn là tà ma mới được bổ nhiệm để ứng kiếp gây họa, nguyên do của đại nạn nhân gian. Giờ cô đã biết rất có thể nó là nguyên nhân của đại nạn nhân gian, tiên đạo vì sao không xuất binh đến âm sơn. Tôi hỏi, muốn trách chỉ có thể trách ma đạo các người xuất thế, ma đạo không xuất thế, thì xuất binh đến âm sơn nhất định sẽ là nhân đạo và tiên đạo. Nói vậy, nghĩa là cô và tạ Lưu Vân Định sẽ không ngó ngàng tới nữa rồi. Âm Sơn là địa địch của đạo môn, mà đạo cũng thế, hai bên các người giao chiến, ta và tạ Lưu Vân không tìm ra được lý do để nhúng tay vào. Nhưng người có thể yên tâm, rằng nếu mà đạo có thua, thì ta lập tức đem quân ra Bắc, san bằng âm Sơn, báo thù cho ngươi. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, còn nếu mà đạo thắng thì sao? Nếu mà thắng, thì đây là một chuyện rất bất hạnh. Ý là thế nào? Vong hồn ở âm sơn đếm không xuể, âm ty chắc chắn trở về để chia sẻ chút ít, điều này phải xem âm ty có thể từ trong đại nạn huyết hải phù đồ rút được bao nhiêu người tham chiến rồi. Tôi hoàn toàn không nói nên lời, thắng được âm sơn pháp mạch thì vẫn còn âm ty. Thua rồi, thì ma đạo tiêu vong từ đây, rời khỏi côn lôn, tôi ngự kiếm phi hành bay đến núi Tiểu Bạch ở Trường Xuân. Sau khi trận chiến với giã tiên kết thúc, ma đạo tạm thời sử dụng đại miếu làm căn cứ để nghỉ ngơi lấy sức. Sau khi đến nơi và đáp đất, tôi trực tiếp đi thẳng đến phòng của Kiêm Hà. Lúc này trong phòng chỉ có môi A Lê một mình túc trực, trông thấy tôi A Lê lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi tôi có xin được cỏ long riêng không, tôi gật gật đầu. Tốt quá rồi, ta sẽ đi gọi sư phụ đến. Sau khi A Lê rời đi, tôi cẩn thận quan sát kiêm hà còn đang trong trạng thái hôn mê. Dưới hàng mi dài kia hai mắt vẫn nhắm nghiền, không chút hơi thở, trên môi không còn chút màu của máu, ngay cả thân nhiệt cũng lạnh lẽo. Tôi tuy đa tình nhưng phần lớn tình cảm cũng đều cho hết thủy họa, ngay cả mộ dung nguyên duệ trong trái tim tôi cũng không quan trọng hơn cô ấy. Đối với tôi mà nói thì cảnh tượng ở đầm đào hoa cũng chỉ là một giấc mộng xuân tươi đẹp, lúc đó không để ý, bây giờ nhìn dáng vẻ hôn mê của cô ấy, mới nhận ra rằng trong vô thức cô ấy đã trở thành báu vật trong lòng tôi. Trong trận chiến với Ngạo Hàn, cô ấy đã cho tôi hết tâm huyết cả đời của cô ấy, khoảnh khắc hai trái tim hòa quyệt, tôi mới biết tình cảm sâu đậm của cô ấy. Đó giờ cứ ngỡ cái kiêm hà muốn không nhiều, bị thùy Hòa áp chế hà khắc như vậy, cũng chưa từng âm thầm tìm tôi báo oán. mãi sau này tôi mới biết rằng cô ấy đã bí mật nhẫn nhịn đến khi cô ấy trở về ma giới thái cổ, để lại một câu ma cũng có tình cảm, trở thành một nỗi tiếc nuối trong lòng tôi một khoảng thời gian dài. sau khi khương tuyết dương đến, tôi liền bảo cô ấy mau dẹp đi đèn an hồn, để tôi tiện cho kim hà dùng cỏ long diên. cỏ long diên chỉ tầm một tấc, toàn thân xanh mướt không tì vết, vào miệng liền tan thành nước. sau khi kim hà dùng nó, khuôn mặt bắt đầu thấy được sắc hồng của máu. Sau đó sinh cơ cũng bắt đầu chảy khắp cơ thể, chân khí lưu chuyển. Lại qua thêm một lúc lâu, cuối cùng Kiêm Hà cũng mở đôi mắt như khói nước mùa thu của cô ấy. Nhìn tôi cười mỉm nói một câu, Kiêm Hà gặp qua đạo tổ. Chương 365, bản sắc ma nữ một Lần này thoát chết, đối với tôi mà nói như đặt một tảng đá to trong lòng xuống đất rồi, còn đối với bản thân Kiêm Hà cũng là một điều đáng sợ. Cô ấy mới tỉnh lại nên thân thể vẫn còn yếu, tôi mặc dù rất muốn trò chuyện cùng cô ấy nhưng lại sợ cô ấy sẽ hao phí tinh thần nữa nên chỉ dặn dò vài câu rồi cùng khương tuyết dương rời đi mới từ phòng cô ấy bước ra vì tinh thần thả lỏng nên vết thương bị dồn nén bấy lâu trong cơ thể tôi lại bắt đầu phát tác thân thể chấn động nhịn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi toàn bộ đều phun cả lên ngực của đạo bào màu đen đạo bào màu đen trên người tôi đã thấm đẫm máu từ trước đó rồi chẳng qua là vì màu tối nên từ bên ngoài nhìn không thấy được tạ lan cậu không sao chứ khương tuyết dương lo lắng hỏi không sao chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được vì lo vội vã trên đường mà chưa có thời gian để xử lý nó tôi lau vết máu trên khóe miệng và nói có phải cậu đã cùng với đám người tiên đạo động thủ rồi không ừ chịu một chút thương tổn đổi lấy cỏ long diên cũng không thiệt may mà thùy Hỏa không ở đây bằng không nếu để cô ấy biết rằng mộ dung nguyên duệ đã làm khó cậu như thế cô ấy chắc chắn sẽ giết đến tận côn lôn khương tuyết dương nói thùy Hỏa đã đi đâu rồi tôi hỏi chị thương trước đi mà đạo còn có một trận đại chiến sinh tử vô cùng cấp bách. Vết thương của tôi khi hồi phục cũng rất nhanh, do cơ thể tôi đã thành thánh, lại còn có tim ma tràn đầy sức sống mạnh mẽ, bên trong huyền quan còn có cơn gió hồi phục do phong thần tặng. Sau cả một ngày dưỡng sức, khi thời điểm trời tối, tất cả các kinh mạch bị đình trệ trong cơ thể được điều chỉnh và phục hồi trở lại như cũ, những vết thương còn lại có thể tự mình chữa lành nhờ vào chân khí. Sau khi thay quần áo, tôi nhanh chóng đi gặp Khương Tuyết Dương. Bạch Hà Sầu cũng ở đó, giữa hàng lông mày mang theo một cảm giác âu lo nghiêm trọng thùy họa đi sơn hải quan khương tuyết dương vừa nhìn thấy tôi liền nói sơn hải quan phía bắc giáp âm sơn thùy họa đi đến đó có phải liên quan đến âm sơn pháp mạch không nghĩ đến những lời của mộ dung nguyên duệ tôi hỏi cậu đoán đúng rồi thùy họa đến sơn hải quan là để tranh giành với người của quỷ vương tông nơi thuộc về của vong hồn khương tuyết dương nói sau trận chiến giã tiên vong hồn thiên hạ nhốn nháo từ năm sông bốn bể mà hội tụ ở sơn hải quan Số lượng vong hồn đến Âm Sơn Pháp Mạch đã giảm đi đáng kể. Âm Sơn Pháp Mạch không chịu đựng được nữa nên phái đệ tử của Quỷ Vương Tông đến Sơn Hải Quan để cướp đoạt âm hồn. Quỷ Vương Tông là bang phái chi nhánh mạnh nhất của Âm Sơn Pháp Mạch ở nhân gian, cũng là tà đạo môn phái khét tiếng nhất trong giới tu hành. Người của Quỷ Vương Tông chỉ tôn sùng dục vọng và tiền bạc, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, vì để có được tiền tài và sắc đẹp mà lạm dụng pháp thuật, không tiếc đoạt lấy mạng người, không hề có khái niệm nhân quả báo ứng đa số đệ tử của bọn họ cung dưỡng lượng lớn ngũ quỷ hộ pháp, chỉ vì lo gây nhiều tội ác mà bị âm linh trả thù. Mà sau khi các đồng môn trưởng giả chết đi, lớp trẻ thường chặt đầu người chết để làm pháp khí và pháp tướng, tàn ác vô cùng. Ngay từ những ngày đầu dựng nước, quỷ vương tông đã bị loài người liệt vào danh sách tà giáo, tiến hành trảm trừ, trong những năm gần đây, với sự gia tăng của thảm họa trên nhân gian, quỷ vương tông đã dần già hồi sinh. Chỉ đến có một quỷ vương tông thôi sao? Tôi hỏi. Bề ngoài thì chỉ có một quỷ vương tông, người đứng sau âm thầm bày mưu là lang xuyên quân một trong thập nhị sát. Bạch Hà Sầu nói, lang xuyên quân lại có lai lịch như thế nào? Tôi hỏi lang xuyên quân xếp thứ 9 về lực chiến trong thập nhị sát, dưới chướng tập hợp được 100.000 giáo chúng tà đạo, người này tính cách ngừa bạo lực và nữ sắc, vô dục bất hoan tu hành bằng tà thuật tế luyện chân nguyên nữ âm, sớm đã bị âm thi và đạo môn truy nã nhiều năm. Bạch Hà Sầu nói, trong khi đại nạn nhân gian vẫn chưa bắt đầu, Lang Xuyên Quân chỉ mới xuống tay với Diễm Quỷ, từ sau khi tái xuất từ đại nạn nhân gian, ngay cả phụ nữ tục thế nhân gian cũng không tha cho. Người của Quỷ Vương Tông vì thế mà cướp đoạt lượng lớn đồng nữ, như Lô Đỉnh cung cấp cho hắn hấp thụ chân nguyên nữ âm, khoa linh dị vì theo đuổi điều tra vụ án này mà chết không ít người. Thùy họa một thân một mình đi Sơn Hải quan liệu có nguy hiểm không? Tôi hỏi, bây giờ âm Sơn Pháp Phái vẫn chưa chính thức tuyên chiến với ma đạo, Sơn Hải quan lại là gốc rễ của nhân tộc, chỉ cần bổn tôn lang xuyên quân không ra tay, người của quỷ vương tông không làm gì được cô ấy. Khương Tuyết Dương nói, nghe cô ấy nói như vậy khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút. Đao thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn của thủy họa sát phạt vô song, không phải đại quân thì khó mà đỡ được, chỉ dựa vào thực lực của quỷ vương tông thì chắc chắn không phải là đối thủ của cô ấy. Mà quỷ vương tông lần này đến tận cửa khiêu khích, mục đích chỉ là để kiếm cớ khơi màu cuộc chiến giữa âm sơn pháp mạch và ma đạo. Ma đạo là một trong ba phân nhánh lớn của đạo giáo, Âm Sơn pháp mạch e ngại sự tồn tại của nhân, tiên hai đạo nên không dám vô cớ khai chiến. Một khi thủy hỏa trong cơn thịnh nộ mà ra tay giết chết người của Quỷ Vương tông, Âm Sơn pháp mạch sẽ có lý do để khai chiến. Chương 366, bản sắc ma nữ 2. Ma đạo nếu khai chiến với Âm Sơn thì phần thắng được bao nhiêu? Tôi hỏi, nếu khai chiến ngay bây giờ thì ma đạo không nắm nhiều phần thắng. Âm Sơn pháp mạch cũng đã nhìn ra điểm này mới cho người của quỷ vương tông vượt giới để khiêu khích. Khương Tuyết Dương nói, tuy rằng sau trận chiến Giá tiên đã thu thập được không ít dân tâm cho ma đạo, có rất nhiều đệ tử âm nhân và vong hồn từ khắp nơi trong thiên hạ đến sơn hải quan để gia nhập ma đạo. Nhưng mà những người này tạm thời còn chưa thể tạo thành chiến lược hữu hiệu, ma đạo cần thời gian hòa hoãn để hấp thu những nguồn huyết mạch mới. Hận nhất là nhân, tiên hai đạo quyết tâm không can thiệp vào trận chiến âm sơn lần này. Tôi nói, điểm này ta đã biết từ trưởng khoa khoa linh dị hoàng hiểu huy rồi nhân tiên hai đạo đã đẩy tất cả kiếp nạn mà âm sơn pháp mạch gây ra cho ma đạo hết cả bạch hà sầu nói nhân tiên hai đạo không can thiệp là có nguyên nhân cả không chỉ đơn giản là vì muốn ma đạo chúng ta ứng kiếp khương tuyết dương nói nguyên nhân do đâu tôi hỏi trong thời gian gần đây khí của quý thủy đông hải mạnh mẽ lờ mờ có xu hướng ảnh hưởng đến ngân hà lại liên hệ đến việc long tộc xuất thế tinh nhuệ của nhân tiên đều tụ về đông hải sợ rằng Đông Hải sẽ xảy ra biến cố kinh động trời đất. Về phần Đông Hải sẽ xảy ra chuyện gì, Khương Tuyết Dương cũng không nắm rõ cặn kẽ, điều duy nhất có thể khẳng định chính là, nhân, tiên hai đạo đã thể hiện rõ rằng bọn họ không muốn ma đạo nhúng tay vào. Giờ phút này, ma đạo đã gặp đại hỏa từ âm sơn, phân thân pháp thuật đúng thật là không thể can dự vào chuyện ở Đông Hải được nữa. Một khi âm sơn pháp mạch xuất thế, hành lang phía tây và đồng bằng hà đào chắc chắn sẽ sinh linh đổ thán. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, Lúc đầu, ma đạo tổ sư thành lập ma đạo là để cứu thế. Nhân, tiên hai đạo không quản, chỉ có thể để ma đạo chúng ta ứng kiếp. Tôi nói, chỉ với sức lực của ma đạo chúng ta thì không thắng nổi trận chiến này, âm sơn pháp mạch cũng là kẻ thù lớn của âm ti, điều này chỉ xem âm ti có bằng lòng giúp đỡ hay không thôi. Khương Tuyết Dương nói, cửu u nữ đế không còn quan tâm đến sự tình của âm ti, hiện tại quản lý âm ti là quỷ đế trung ương chu kỳ, hắn hận nhất là ma đạo chúng ta, cho dù âm ty chịu đựng nhẫn nhịn kiếp nạn huyết hải phù đồ, cũng không chắc sẽ xuất binh giúp đỡ. Bạch Hà Sầu lo lắng nói, không cần bọn họ cho mượn người, chỉ cần thả hết đệ tử Niết Bàn của Ma Đạo ở thành chết oan ra thì trận chiến với âm Sơn chúng ta cũng có cơ hội thắng rồi. Bạch Hà Sầu, bây giờ Sơn Hải Quan vẫn chưa bắt đầu, ông đi một chuyến đến thành chết oan xem có bao nhiêu đệ tử Niết Bàn của Ma Đạo nguyện vì Ma Đạo mà tử chiến. Khương Tuyết Dương nói, được, nhưng ta không chắc chắn rằng sẽ có thể đưa bọn họ ra ngoài được, Bạch Hà Sầu nói. Ông chỉ cần truyền danh nghĩa mà đạo tổ sư triệu binh là được, còn về việc đưa binh, đợi sau khi ta chém trường Bạch Long Mạch làm hạo kỳ long hồn cho Thùy Họa xong, rồi cô ấy sẽ đến thành chết oan sau. Ta xem xem đến lúc đó âm ty có dám ngăn cản cô ấy nữa không? Khương Tuyết Dương nói, Khương tướng tính sẽ chảm Long Mạch núi trường Bạch thật à? Mà đạo đã có ngạo phong, không cần thiết phải giữ con rồng chết ở núi trường Bạch nữa. Đây chỉ là chỗ đứng tạm thời của ma đạo chúng ta, tương lai của ma đạo nằm ở Đông Hải chứ không phải Trường Bạch. Bạch Hà Sầu nhận lệnh đi đến thành chết oan, Khương Tuyết Dương với sự giúp sức của Ngạo Phong cũng bắt đầu chảm sát Long Mạch ở núi Trường Bạch. Long Mạch tuy là vật chết nhưng cũng là vật sống. Mặc dù nó dùng núi non làm hình thể và cỏ cây làm vảy, nhưng nó có sức sống và sự tích trữ tinh hoa của riêng nó. Tìm ra được những nơi này, sau đó lập trận phong ấn, thì có thể biến Long Mạch thành một con rồng chết. Sau khi rồng chết, khi âm sát được giải phóng khỏi mắt rồng ở thiên trì, sau đó mượn trận pháp được hàng ngàn vong hồn đệ tử ma đạo bố trí dẫn dụ, đợi đến khi cờ chiến hấp thụ hết âm khí âm sát thì đã tế luyện ra một hạo kỳ long hồn. Hạo kỳ có bốn mặt, có thể hấp thụ vong hồn từ bốn phương đông tây nam bắc, thủy họa lại là thể âm linh, đây thực sự là một pháp bảo đo ni đóng giày có một không hai cho cô ấy. Ma đạo tham lang hộ pháp thiên tôn, không chỉ trận pháp tuyệt diệu, bản thân còn là cao thủ luyện khí cụ, năm đó các pháp bảo cao cấp của ma đạo đa số đều là tác phẩm của tham lang chỉ trừ đao kiếm của ma đạo tổ sư và phá quân hộ pháp thiên tôn ngày hôm sau Kim hà đã hồi phục như trước có cô ấy và a lê tỏa trấn đại bản doanh khương tuyết dương cũng an tâm mà đi trảm long mạch núi trường bạch về phần tôi cũng có thể rút lui đến sơn hải quan để giúp thùy họa trước khi đi tôi đến phòng của Kim hà sức sống của cỏ long diên mạnh mẽ đến mức nó không chỉ đưa cô trở về từ cõi chết mà còn khiến cô ấy trông rực rỡ và tràn đầy năng lượng hơn. Vốn dĩ huyễn ma không giỏi che giấu nhu cầu tình dục, cô ấy lại vừa trải kiếp nạn, tôi mới gặp mặt, đã bị cô ấy ôm chặt lấy eo. Từ sau đầm hoa đào, tôi lại cùng kiêm hà hoan ái. Môi mềm xoay chuyển, tựa như gió xuân, run rẩy, vui mừng, đủ loại vẻ đẹp không thể nói nên lời. Nếu như bị lâm tướng quân phát hiện, ta có phải sẽ bị đánh chết không? Kiêm hà liếm môi, hài lòng nói, sợ rằng tôi mới là người chết trước. Nghĩ đến đêm đó, Thùy Họa ngồi lau đao cả một đêm. Ha ha ha, Kiêm Hà cười lớn, bộc lộ bản sắc của một ma nữ. chương 367, Đông Hải Quy Khư 1 Đến ngày thứ hai, Kiêm Hà đã hoàn toàn hồi phục, có cô ấy và A Lê Trấn thủ đại bản doanh của ma đạo, Khương Tuyết Dương coi như có thể an tâm mà đi chém đứt long mạch ở núi Trường Bạch rồi. Về phần mình, cuối cùng tôi cũng có thể rút ra để tới Sơn Hải quan tương trợ cho Thùy Họa. Kể từ khi thảm họa xảy ra, hiện giờ Sơn Hải Quan đã không còn ồn ào náo nhiệt như xưa, thay vào đó là một khung cảnh vắng lặng, hưu hắt. Mặc dù đã dẹp yên cuộc nổi loạn của giã tiên ở quan ngoại, nhưng bây giờ chỉ những thành phố lớn là còn lưu lại chút nhân khí, còn vùng ngoại ô chỉ còn lại một nơi tiêu điều sơ xác. Hiện giờ nhân tộc đa số đều tập trung ở vùng Trung Nguyên, còn nhân dân ở Biên Cương thì phải sống trong cảnh điêu tàn, tà ma hoành hành. Sơn Hải Quan, Tiễn Lâu, đứng trên tường thành là một hàng vong hồn đệ tử của ma đạo, Bọn họ đã ngưng tụ được âm thân nên có thể hiện hình dưới ánh mặt trời. Nhìn qua giống hệt người bình thường, chỉ khi lại gần mới có thể cảm nhận được không khí lạnh lẽo xung quanh bọn họ. Trừ vong hồn của đệ tử ma đạo, người của khoa linh dị cũng ở đây, trong đó có mấy gương mặt quen thuộc, chính là cô gái lúc trước đã đi cùng Hoàng Hiểu Huy tới tế đàn ở thôn Hạ Bá Tiểu Lâm, tên đầy đủ là Lâm Nhu. Tôi không hề cảm thấy bất ngờ khi người của khoa linh dị xuất hiện ở sân hải quan, bởi vì Quỷ Vương tông đã hại chết không ít người của khoa linh dị nên không có gì lạ khi hắn bị người của khoa linh dị để mắt tới chỉ là quỷ vương tông còn có lang xuyên quân của âm sơn thập nhị sát hậu thuẫn cho nên khoa linh dị mới không dám làm liều phong hồn của đệ tử ma đạo vừa nhìn thấy tôi liền hành lễ lâm nhu của khoa linh dị cúi chào ma đạo tổ sư lâm nhu bước đến chào tôi phúc sinh vô lượng thiên tôn không cần đa lễ tôi nói đệ tử của khoa linh dị đa số đều có xuất thân là người âm hoàng hiểu huy vốn là kỳ môn thế gia ở thanh thành còn thần niệm của Lâm Nhu vừa mơ hồ vô định lại mang theo chút âm u lạnh lẽo, chắc hẳn là truyền nhân thuật Trúc Yêu của tộc Miêu Cương. Thuật Trúc Yêu là một phương pháp dân gian, nó cũng giống với Âm Sơn Pháp Mạch, thuật Trúc Yêu có sở trường giao tiếp với vong hồn, những vị thần nó mời tới đều là âm thần. Điểm khác biệt với Âm Sơn Pháp Mạch là tuy thuật Trúc Yêu có thể thông với phần âm nhưng vẫn phải dùng chu sa để vẽ bùa. Còn Âm Sơn Pháp Mạch lại dùng mực để vẽ bùa, rất ít khi dùng chu sa. Bởi vì màu đỏ đại diện cho dương, đen đại diện cho âm đây là kết quả khi chú trọng vào âm. Cô là truyền nhân của thuật trúc yêu. Tôi hỏi, đạo tổ quả nhiên là người tinh tường. Lâm Nhu rè giặt nói, cô đến đây là vì quỷ vương tông ư. Đúng vậy, anh trai tôi Lâm Huyền chính là do người của quỷ vương tông hại chết, đến hồn phách cũng không thể quay về quê hương được nữa. Nói rồi mắt của Lâm Nhu bắt đầu đỏ lên. Từ bi, từ bi, tôi nói, thủ đoạn hại người của quỷ vương tông vô cùng độc ác. Sau khi giết người, hắn sai ngũ quỷ hộ pháp nuốt chừng cả hồn phách của họ, khiến họ thân tử hồn tiêu. Nghe Lâm Nhu kể về cái chết của anh mình, người của khoa linh dị đều lộ ra vẻ mặt căm phẫn tột độ. Người của quỷ vương Tông hiện giờ đang ở đâu? Tôi hỏi, bẩm đạo tổ, ban ngày hắn không lộ diện, chỉ vào lúc Phùng Ma mới xuất hiện ở cổng uy viễn. Giải thích Phùng Ma là người ta cho rằng đây là thời điểm ma quỷ xuất hiện trên dương gian, cụ thể là vào hoàng hôn từ 17 giờ đến 19 giờ và dạng sáng từ 3 giờ đến 5 giờ. Sơn Hải Quan có 5 tòa thành trì, cổng Uy Viễn bảo vệ thành phía nam là nơi mà vong hồn bắt buộc phải đi qua nếu muốn vào trong. Lâm tướng quân đâu? Bẩm đạo tổ, Lâm tướng quân đi tế bái bia công đức của Tần Lương Ngọc ạ. À. Tần Lương Ngọc là một nữ tướng vào cuối thời nhà Minh và cũng là nữ danh tướng duy nhất được ghi tên vào chính sử. Bia công đức của Tần Lương Ngọc được đặt ở bờ biển phía nam, tôi nghe vậy lập tức ngựa kiếm bay đến đó. Biển Đông Hải mênh mông vô tận, tiếng sóng rì rầm không dứt. Trước bia công đức Thùy hỏa thân mang bộ giáp đen nặng nề lặng lẽ đứng đó. Ở đây không chỉ có bia công đức mà còn có một tượng điêu khắc bằng đồng với hình ảnh Tần Lương Ngọc đang cưỡi ngựa tung hoành. Thùy hỏa đứng dưới đầu ngựa, theo hướng đao của Tần Lương Ngọc chỉ, nhìn về phía biên giới phía bắc xa xăm. Biên giới phía bắc có Âm Sơn, đó cũng là chiến trường sinh tử của Ma đạo trong tương lai. Thùy hỏa nhìn rất chăm chú, cho đến lúc tôi đáp xuống đất và tiến lại gần, cô ấy mới quay đầu lại nhìn tôi. Anh có thể đến đây, chắc là Kiêm Hà cũng khỏe rồi nhỉ? Thùy Họa bình thản nói, ừ, cô ấy đối với anh rất chân thành, đừng phụ lòng cô ấy. Ừ, anh hiểu, tôi không ngờ Thùy Họa lại đột nhiên nói như vậy, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Nhưng mà trước khi tổ đình của ma đạo mở lại, hai người tốt nhất phải giữ thể diện cho em, nếu không đừng trách em quản không được đau của mình. Được thôi, tôi biết ngay cô ấy là người trong mắt không chứa nổi hạt cát mà. Anh đã từng đến đây chưa? Thùy Họa hỏi tôi, chưa, anh chỉ nghe qua hí kịch về Tần Lương Ngọc Hồi còn ở quê thôi anh thử đọc chữ trên bia xem. Được, trên bia văn của Tần Lương Ngọc ngoài tiểu sử còn có rất nhiều bài thơ, riêng Hoàng đế Triều Minh Sùng Trinh đã viết cho bà tận 4 bài thơ. chương 368, Đông Hải Quy Khư 2 Trong đó có một bài thơ viết rằng, thuộc Cẩm Trinh bào từ tiến thành, đào hoa má thượng thỉnh Trường Anh, thế gian đa thiếu kỳ nam tử, thùy khẳng xa trường vạn lý hành. Tạm dịch, gấm thuộc chiến bào tự cắt may, hoa đào lên ngưỡng mũ xin quay thế gian biết mấy trang nam tử ai nguyện xa trường vạn dặm đi. Vì vậy trên bia công đức của bà có ghi, trụ cột của Đại Minh, nữ kiệt hành quân vạn dặm xa trường. Tần Lương Ngọc trinh chiến cả một đời, lúc mới ra trận vẫn còn là thiếu nữ đương tuổi xuân xanh, vậy mà lúc cởi giáp tóc đã điểm hoa dâm. Đọc từng dòng thơ khiến một đấng nam nhi như tôi cũng không nhịn được mà nước mắt lưng tròng. Ngoại trừ chồng bà bị kẻ gian hãm hại mà chết trong mục, đa số những người thân khác đều tử trận trên xa trường có thể tưởng tượng được cuộc sống về già của bà ảm đạm thê lương đến nhường nào một đời bà kiên cường ra sao đọc xong tôi cũng hiểu vì sao thùy họa lại ở đây cô ấy và tần lương ngọc có rất nhiều điểm giống nhau nếu tần lương ngọc là trụ cột của đại minh thì thùy họa chính là trụ cột của ma đạo trước đây vì sức nặng của cờ chiêu hồn tôi thường cảm thấy lo sợ sợ rằng mình không gánh nổi trọng trách to lớn này nhưng bây giờ nhìn về phía thùy họa đang mang trên mình bộ giáp nặng nề e là gánh nặng trên vai cô ấy không nhẹ hơn tôi là bao không chỉ có thủy họa mà còn có cả khương tuyết dương người không ra khỏi quân doanh sát phá lang tam phương tứ chính ai ai cũng cúc cung tận tụy nguyện cống hiến cả đời cho ma đạo em không cần quá lo lắng tuyết dương đang luyện long hồn kháo kỳ cho em bạch thúc cũng đã đến thành chết oan chỉ cần đệ tử ma đạo ở thành chết oan có thể tham chiến ma đạo cũng không phải không có cơ hội thắng tôi nói âm sơn pháp mạch ngoại trừ âm sơn lão tổ trần dương có mấy phần khí phách anh hùng còn lại chỉ toàn là một đám đầu trâu mặt ngựa điều khiến em lo lắng không phải là âm sơn thập nhị sát mà là đông hải khương tuyết dương nói trên đông hải sẽ xuất hiện biến cố kinh thiên động địa em có biết đó là gì không tôi hỏi em tới đây không chỉ để viếng thăm lương ngọc tướng quân mà còn bởi vì ở đây có thể quan sát được sự thay đổi của mây gió và nước ở đông hải biến động trên đông hải có khả năng cao liên quan đến việc quy khư xuất thế cái gì em nói quy khư sắp sửa xuất thế ư tôi kinh ngạc hỏi đúng vậy Cuộc chiến phong thần năm xưa liên lụy đến cả tam giới, tổn thất biết bao thiên tôn, vậy mà Quy Khư cũng không có động tính, bây giờ thời đại mạt pháp ở nhân gian còn chưa kết thúc, sao Quy Khư có thể xuất thế vào lúc này được chứ? Tôi lại tò mò hỏi, Thiên đạo không phải cái gì cũng biết, có những biến số nằm ngoài tầm kiểm soát của nó, cũng giống như việc của Quy Khư vậy. Thùy Họa đáp, nếu Quy Khư thực sự xuất thế, vậy đại nạn ảnh hưởng tới tam giới lần này sẽ không bao giờ kết thúc được. Đúng vậy, bởi vì thiên đạo cũng nằm trong số kiếp lần này. Quy khư, truyền thuyết nói rằng đây là một thung lũng không đáy ở trên biển, là nơi tập trung của tất cả vùng nước. Trong liệt tử thang vẫn có ghi, phía đông biển bột hải, không rõ là xa bao nhiêu dặm, có một vùng nước lớn không có đáy, được gọi là Quy khư. Sau này người ta gọi nó là điểm kết thúc của vạn vật. Trong kho kinh cũng ghi rằng, Kim thần ở Côn Lôn, Thủy thần ở Quy khư. Kim là cực dương, thủy là cực âm, nếu Quy khư xuất thế, Côn Lôn chắc chắn sẽ sụp đổ. Bấy giờ âm dương hỗn loạn, thiên đạo vô năng, tạ lan, quy khư có nguồn gốc thân cận với ma đạo ta, đáng tiếc hiện giờ binh lực của ma đạo đang bị âm sơn pháp mạch kìm hãm, không thể phân thân. Hai đạo nhân tiên đều không chịu xuất binh đến âm sơn, bởi vì bọn họ đều mưu đồ không muốn ma đạo nhúng tay vào việc của quy khư. Thùy họa nói, quy khư và ma đạo có liên quan gì đến nhau? Tôi hỏi, thực ra kim ngao đảo của ma đạo không hề biến mất, nó chỉ chìm sâu xuống đáy biển, ngược theo dòng nước trở về chỗ của quy khư. Trở về ư, đúng, quy khư vốn được tạo ra từ huyền quan của kim thần một trong năm thần tộc lớn thời thái cổ mà kim ngao đảo lại là một phần huyền quan mà ma đạo tổ sư chiếm được sau khi trở về từ quy khư sao anh lại không biết việc này nhỉ tôi lại sửng sốt không ngờ kim ngao đảo của ma đạo lại có nguồn gốc như vậy người biết được bí mật của kim ngao đảo chỉ có một mình sát phá lang ai bảo lúc đầu anh tỏ vẻ hào phóng không cần bút lục mà ma đạo tổ sư để lại trong trấn hồn quan với lại em và khương tuyết dương cũng không ngờ có ngày quy khư sẽ xuất thế nên cũng không tính nói chuyện này cho anh. Thật đáng tiếc, cơ duyên hiếm có như vậy mà ma đạo lại chẳng thể phân thân. Cũng không phải là không còn cơ hội, thời đại mạt pháp vẫn chưa kết thúc, âm thi và thiên đình đều không thể tới nhân gian để tranh đoạt cơ duyên của quy khư, mà hai đạo tiên, nhân cũng không thể nuốt trôi cái bánh lớn quy khư. Đợi đến lúc chúng ta dẹp yên âm sơn pháp mạch rồi hẳn đến Đông Hải. Thùy họa bình tĩnh đáp, âm sơn pháp mạch không dễ đối phó như giã tiên, trận chiến này không biết khi nào mới kết thúc dĩ chiến dưỡng chiến, dĩ sát chỉ phạt, hãy xem em vì anh mà giành lấy giang sơn ma đạo như thế nào. Thùy họa dùng giọng điệu khí phách ngất trời nói, giải thích câu dĩ chiến dưỡng chiến, dĩ sát chỉ phạt là ý chỉ lợi dụng chiến tranh để giành được nhân lực và tiền của, sau đó dùng nó tiếp tục phục vụ cho chiến tranh, dùng chém giết để ngăn chặn tội ác tiếp diễn. Hết giải thích, chương 369, quỷ vô thiện quỷ một. Bây giờ cách thời gian phùng ma vẫn còn sớm, tôi và Thùy Họa bèn cùng nhau tản bộ dọc bờ biển gió thổi mát rượi, mang theo cả hơi mặn của biển. Hiếm hoi lắm mới có được lúc yên tĩnh như vậy. À, anh lấy được cỏ long diên bằng cách nào vậy? Mộ dung nguyên dễ dễ thương lượng vậy sao? Thùy họa đột nhiên hỏi tôi, nếu là trước đây, tôi sẽ không giấu giếm gì mà kể hết với cô ấy. Nhưng sau khi xảy ra sự việc với Kim Hà, tôi thấy tốt nhất là giữ chuyện này trong lòng. Dù sao lập trường của tôi và mộ dung nguyên rễ khác nhau, sợi dây tình duyên cũng chỉ có tác dụng trước khi trở thành thiên tôn, sau khi trở thành thiên tôn nó sẽ mất đi giá trị anh đã từng cứu cô ấy một lần ở đảo bồng lai cô ấy cho anh cỏ long diên coi như trả nợ đơn giản vậy thôi tôi nói một thứ vô cùng hiếm có như cỏ long diên mà mộ dung nguyên duệ lại dễ dàng đưa cho anh như vậy chuyện này nhất định có ẩn tình thùy họa nhìn tôi chăm chú đâu có anh nói sự thật mà được tin anh một lần vậy nếu như để em biết được giữa hai người có ẩn tình gì đừng mong em tha thứ cho anh dù sao giúp chồng dạy con vẫn là trách nhiệm của em. Thùy Họa nghiêm túc cảnh cáo, trọng trách của em e là không chỉ có mỗi giúp chồng dạy con đâu nhỉ. Đã gần 7 năm kể từ khi tôi kết hôn với Thùy Họa. Tôi vẫn còn nhớ đêm hôm đó ở thôn Hạ Bá, tôi còn đang ở trên tế đàn cổ dân hương cho cô ấy, miệng lẩm nhẩm tế văn mà Bạch Hà Sầu viết. Lúc đó tôi thực sự vô cùng hoang mang sợ hãi, vì để sống sót nên đành phải cầu hôn Hoàng Hà Nương Nương. Đám cưới lớn ở thôn Bạch Vụ chấn động khắp bốn phương, cưới cô ấy vào nhà họ tạ. Sau đó xảy ra trận chiến ở Đàm Cửu Long, chứng kiến cô ấy bị người của đạo môn liên thủ tấn công, bị trọng thương rồi phải ở ẩn. Tôi học đạo ở toàn chân 2 năm trời, sau khi xuất thế thì gặp biết bao nhiêu tai họa, đợi đến lúc chúng tôi trùng phùng ở Sơn Hải Quan đã là một năm sau đó. Trong trận chiến ở núi Không Minh, tôi lại bị mắc kẹt trong huyền quan của huyễn ma tận 3 năm. Vợ chồng ở nhân gian có quy tắc 7 năm, mà trong 7 năm này, số lần tôi ngủ cùng Thùy Họa chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, gặp ít xa nhiều, chưa kể còn có những lần sinh ly tử biệt. Giải thích quy tắc 7 năm ý nói vào năm thứ bảy sau khi kết hôn, vì vợ chồng đã quá quen thuộc với nhau, không còn lãng mạn và kích thích như lúc đầu, nên được gọi là giai đoạn nguy hiểm trong hôn nhân. Hết giải thích, khi tôi nghiêm túc nhắc tới chuyện này với Thủy Hỏa, khuôn mặt lạnh thanh của cô ấy đột nhiên lộ ra một chút xấu hổ. Ma đạo cần có tướng quân anh dũng ngoài phong, nhưng tạ lan này không cần. Tôi nói, vậy anh cần cái gì chứ? Anh cần sự dịu dàng của em, thùy họa trầm ngâm một lúc lâu lộ ra vẻ ngập ngừng xấu hổ sau đó chủ động vòng tay ôm lấy eo tôi mắt nhắm chặt bày ra dáng vẻ cho tôi muốn làm gì thì làm tôi không hành động ngay mà muốn ngắm nhìn sự dịu dàng cô ấy dành riêng cho mình chờ hồi lâu không thấy động tính cô ấy liền hé mắt ra nhìn trong mắt còn có chút hậm hực sau đó cô ấy liền chủ động tặng cho tôi một nụ hôn thùy họa vốn là âm hồn viền môi băng giá hơi thở lành lạnh nhưng tôi lại không hề cảm thấy khó chịu ngược lại cảm nhận một vẻ đẹp tươi mới lạ thường, mùi vị vô cùng đặc biệt. Chúng tôi ôm nhau hôn thật sâu, ngày càng trở nên gợi tình hơn, sau đó tôi ôm chặt lấy eo cô ấy, tìm một chỗ kín đáo giữa những tảng đá trên bãi biển và bắt đầu cởi bỏ bộ giáp của cô ấy, cho đến khi trên người cô ấy chỉ còn lại một chiếc nội y. Làn da chạm vào nhau, hơi thở như hòa quyện làm một, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Cơ thể mát lạnh của Thùy Hỏa càng đúng với câu thơ băng cơ ngọc cốt, thanh lương vô hán, khiến tôi vừa chạm vào làn da mềm mại ấy đã quyến luyến không rời. Tôi vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô ấy, tình nồng ý được, bàn tay di chuyển từ từ xuống dưới thân cô ấy. Thùy Họa vốn rất nhạy cảm, vội lấy tay chặn lại, véo mạnh vào mẫu u bàn tay của tôi. Anh muốn thừa nước đục thả câu đấy à? Thùy Họa trầm giọng nói, nghe thấy giọng nói của cô ấy khiến tôi càng khó lòng kìm nén. Bèn nhanh chóng rút tay ra rồi ôm chặt cô ấy vào lòng. Thùy Hỏa cố dẫy ra nhưng không được, đành phải để mặc cho tôi muốn làm gì thì làm dù thân là tướng quân anh dũng đại sát tứ phương nhưng suy cho cùng cô ấy cũng chỉ là một cô gái động tình cũng có cái hay của nó lúc đầu toàn thân cô ấy còn run rẩy cắn răng chịu đựng cuối cùng chỉ có thể thở dài mà cùng tôi trầm luân tiếc là âm dương khác biệt tôi và cô ấy chỉ có thể làm vậy để thỏa mãn cơn khát trong lòng đến khi cô ấy mang lại quân trang sắc ửng hồng trên mặt vẫn chưa phai đi trước khi cuộc chiến ở âm sơn kết thúc đừng có trêu chọc em nữa. Thùy Hỏa trừng mắt nhìn tôi nói, vì sao vậy, mất cả hồn rồi thì sao giết nổi địch, tôi cười không ngừng được, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Sự đáng yêu này của Thùy Hỏa chỉ thuộc về tôi, kẻ khác đừng hòng thấy được. Hoàng hôn dần buông xuống, ước gì tôi và cô ấy có thể ở lại đây để cùng nhau thưởng trăng. Tuy nhiên thời điểm phùng ma đã đến, chúng tôi phải nhanh chóng đến cổng uy viễn ở Sơn Hải Quan. Trước cổng uy viễn vài dặm có một ngã tư, lúc này tôi và Thùy Họa đang đứng ở chỗ này để chờ đợi. Trên thế gian tuy nhiều cô hồn giã quỷ, nhưng phần lớn đều bị gió thổi mưa đập mà tan biến, kẻ có thể đến được đây một là chấp niệm quá sâu, hai là người có phúc đức hoặc là người có ý chí rất kiên trì. Càng gần lúc phùng ma, ở giữa ngã tư nổi lên từng trận âm phong. chương 370, Quỷ Vô Thiện Quỷ 2 Sau đó phía trước xuất hiện một hàng người mờ mờ ảo ảo. Trong đó có cả nam và nữ, quần áo rách dưới tả tơi họ cách nhau rất xa, mỗi người đi một hàng riêng. Họ vất vưởng ở nhân gian, trốn trong núi rừng hoang vu, hàng ngày phải chịu gió dập mưa vùi, không có ai dâng hương thờ phụng, cũng không có người thân đến tế bái, thực sự vô cùng đáng thương. Những người sau khi chết nhưng không đến âm phủ thường là do không can tâm, nếu chấp niệm còn nông thì có vẻ bối rối, buồn khổ, nếu chấp niệm nặng hoặc oán khí chưa tan thì trông rất hung dữ và xấu xí. Người có nhiều loại thì quỷ cũng vậy, không phải vong hồn nào cũng lương thiện, hiền lành, ác linh cũng nhiều vô số kể. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, từ bi, từ bi. Nhìn những vong hồn vất vưởng trước mặt, tôi không kiềm được mà lầm nhầm. Tuy rằng bọn họ đều vì nghe danh ma đạo mà tới, nhưng không phải ai cũng thật lòng muốn làm đệ tử của ma đạo. Em biết anh có lòng từ bi, nhưng ma đạo hiện giờ vẫn chưa đủ năng lực để phổ độ chúng sinh đâu. Thùy Họa nói, tôi hiểu được ý cô ấy, ma đạo hiện giờ đến cứu người cũng lực bất tòng tâm, huống gì độ hóa vong hồn còn khó hơn cứu người gấp trăm lần không cẩn thận còn có thể dính phải nghiệp nhân quả ảnh hưởng tới công đức của bản thân nữa thế nên trước giờ nhân đạo và tiên đạo đều không quan tâm đến chuyện của cô hồn giã quỷ gặp ma quỷ chỉ chém không độ thấy vong hồn ngày càng gần thủy họa liền tiến lên phía trước cầm đao đứng ngay giữa ngã tư sau lưng là tứ diện hạo kỳ tung bay phấp phới ta là tướng quân phá quân của ma đạo muốn hỏi vì sao các ngươi lại vất vưởng ở nhân gian mà không chịu rời đi nghe thấy thủy họa lớn tiếng mắng hàng trăm âm hồn trước mặt ai cũng kinh hồn bạt phía đây là tướng quân phá quân của ma đạo, là Hoàng Hà Nương Nương đấy. Có người hô to, nghe vậy, tất cả vong hồn đều quỳ xuống, miệng hô, bái kiến Hoàng Hà Nương Nương, cầu xin người hãy che chở cho chúng tôi. Nhân gian thảm họa khắp nơi, ma đạo xuất hiện để đối phó với thảm họa, chiến tranh loạn lạc thường xuyên xảy ra, các người lưu lạc nhân gian vẫn còn cơ hội sống. Nếu vào ma đạo sẽ có nguy cơ chết trên sa trường, tuy vậy các người vẫn nguyện ý gia nhập ma đạo ư. Thùy họa hỏi, cái gì cơ, gia nhập ma đạo là phải đi đánh trận à? Một con quỷ trung niên hỏi, đúng vậy, nếu gia nhập ma đạo, các ngươi sẽ là binh lính dưới chướng ta. Thùy họa nói, chúng tôi chỉ xin đến để lánh nạn, không muốn đi đánh trận. Đúng vậy, chúng tôi nghe nói ma đạo tổ sư pháp truyền lục đạo, xem chúng sinh bình đẳng nên mới đến Sơn Hải quan. Chúng tôi đều là vong hồn bình thường, đi đánh trận chắc chắn là để làm bia đỡ đạn. Trên đường đi tôi còn nghe nói ma đạo và âm sơn pháp mạch sắp xảy ra đại chiến nữa đấy âm sơn pháp mạch có cả trăm vạn âm binh nếu chúng ta theo ma đạo đi đánh trận tử trận là cái chắc thùy họa mặc cho những vong hồn bàn tán cầm đao đứng giữa đường không nói một lời không gia nhập ma đạo thì có thể đến quan ngoại không một lão quỷ có tướng mạo khó coi đột nhiên hỏi dã tiên ở quan ngoại đã rút lui ở đó lại có nhiều rừng núi đất hoang cũng coi như là một chỗ chú lý tưởng cho vong hồn hơn nữa vận mệnh của nhân tộc ở quan ngoại đã suy yếu vô cùng chống trải tiêu điều nên ở đây lại càng thích hợp để vong hồn trú ngụ. Vong hồn ở khắp nơi đến Sơn Hải quan trừ ngưỡng mộ lòng nhân từ của ma đạo, phần khác là vì lý do này. Nếu không phải là đệ tử ma đạo thì không được xuất quan. Thùy Họa trực tiếp từ chối. Vì sao? Lão quỷ lại hỏi, số mệnh của nhân tộc ở quan ngoại vô cùng yếu ớt, người sống không áp chế được oán khí của vong hồn, nếu các ngươi xuất quan, nhân tộc ắt sẽ gặp nguy. Ha ha, thì ra từ bi của ma đạo đều là giả, tất cả chỉ vì để chiêu binh đánh trận thôi sao? lão quỷ kia cười khẩy ma đạo không chịu nhận người vậy chúng ta đi âm sơn đúng vậy đi âm sơn một người hô lên cả đám vong hồn liền hưởng ứng bọn họ ùa nhau đi về phía bắc nơi mà quỷ thần tông đang ẩn thân từ xa nhìn lại phía bên kia đỉnh đồi nơi quỷ thần tông đang ở tỏa ra quỷ khí ngút trời khả năng cao là gần đây đã bắt được không ít vong hồn em làm như vậy há chẳng phải dâng mồi lên miệng quỷ vương tông sao tôi hỏi vậy sao phải thu nhận đám người đó chứ đã là quỷ thì không có quỷ lương thiện nếu không cảm hóa được chúng ắt sẽ trở thành tai họa của nhân gian thùy họa nói người sau khi chết muốn làm gì thì làm không cần phân biệt tốt xấu cho nên người ta mới có câu quỷ túy vi họa đây là chỉ hành vi mờ ám thậm thà thậm thụt kể cả những vong hồn nhìn có vẻ yếu đuối đáng thương nếu có cơ hội nuốt lấy dương khí chúng có thể trở mặt ngay lập tức đạo môn không muốn siêu độ cho yêu ma trừ việc sợ ảnh hưởng đến tu hành một phần cũng vì lý do này Lúc trước những người nghe ma đạo tổ sư pháp truyền lục đạo đều có thể làm phép và phổ độ chúng sinh, còn tôi lại không có được bản lĩnh như vậy. Khi vong hồn đã đi hết, tôi bỗng thấy vô cùng sầu não, thế mà lại chẳng có ai muốn chiến đấu cho ma đạo hết. Tạ Lan, việc này có gì đó không đúng. Sao vậy? Tôi bèn hỏi, chẳng lẽ anh không nhìn ra sao? Hôm nay không có ai muốn gia nhập ma đạo cả. Không phải chính em đã đuổi hết họ đi sao? Nhiều người ngưỡng mộ ma đạo ta như vậy, cho dù có hy sinh nơi chiến trường bọn họ cũng sẽ bằng lòng gia nhập ma đạo. Sự việc hôm nay đã chứng tỏ một điều, chuyện gì cơ, chắc hẳn trên đường tìm đến ma đạo cầu xin che chở, những vong hồn đó đã bị quỷ vương tông ngăn lại và thủ tiêu rồi. chương 371, Can Diện La Sát 1 Thế lực của ma đạo lấy Sơn Hải quan làm danh giới, hiếm khi dính dáng đến việc trong quan, vì vậy muốn điều tra chuyện này bắt buộc phải đi một chuyến. Vong hồn muốn chọn âm Sơn hay ma đạo là quyền của họ, nhưng nếu những vong hồn không quản đường xa đến ma đạo cầu xin giúp đỡ thực sự bị quỷ vương tông chặn đường giết hại đừng trách hôm nay chúng tôi phải đại khai sát giới đêm đã khuya núi rừng im lặng như tờ dọc đường đến một bóng ma cũng không có dừng lại trước một sơn cốc phát hiện ra mùi sát khí nồng đượm ở phía trước tôi và thùy họa người trái người phải men theo vách đá bay về phía trước vong hồn không đi cùng một đường với người mà đi giữa vùng rừng núi vùng sơn cốc này rừng núi rậm rạp không nhìn thấy tiên nắng mặt trời, rất thích hợp làm đường để ma quỷ đi lại. Càng tiến về trước sát khí càng nặng, ngoại trừ sát khí ra, tôi còn cảm nhận được một luồng thần niệm vô cùng tà ác cũng đang ở đó, thần lực này vượt xa nửa bước thiên tôn bình thường. Lúc này tôi cố gắng giấu mình khỏi luồng thần niệm đó, nấp mình sau một tảng đá để quan sát tình hình trong sơn gốc. Ở dưới đó tôi nhìn thấy rất nhiều đệ tử của quỷ vương tông, bọn chúng đầu đeo mặt nạ quỷ, mặc áo đen, trước ngực và sau lưng đều có một chữ quỷ màu trắng nhạt, đếm sơ có khoảng ngàn người đứng với nhau tạo thành một pháp trận hình tròn. ở chính giữa pháp trận có một vũng máu lớn chu vi khoảng một trượng, sát khí ngút trời lúc nãy chính là tỏa ra từ vũng máu này. bên cạnh vũng máu là một con quái thú màu đỏ như máu, tôi có thể cảm nhận được luồng sát khí tà ác là từ nó mà ra. quái thú nằm sấp to bằng nửa căn phòng, lông dài, thân hùng mặt người, miệng có răng nanh giống như lợn rừng, đuôi dài một trượng tám thước. lúc này nó đang thẻ chiếc lưỡi đầy gai dài ngoằng màu đỏ quỷ dị của mình hút lấy máu tươi trong vũng. Quái thú càng ra sức hút, đầm máu tươi cũng nhanh chóng cạn đi. Thấy vũng máu sắp cạn, đệ tử đứng cạnh đó bèn mở bao tải bên cạnh ra, thả ra một người trần chuồng còn sống. Ra tay nhanh như chớp, người kia còn chưa kịp kêu lên thì trong miệng đã phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi máu chảy cạn, đệ tử của quỷ vương tông bèn vứt đầu và thi thể của người đó cho con quái thú kia, quái thú há to miệng nuốt luôn cả xương vào trong bụng. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến người ta nhìn mà sờn cả gai ốc. Tôi không rõ bọn chúng đã tàn sát bao nhiêu người, chỉ thấy trên mặt đất đã có hơn 10 bao tải giống, không chỉ vậy, đằng sau lưng tên đệ tử phụ trách giết người kia còn cả một đống bao tải chứa đầy người sống. Chứng kiến cảnh tượng này khiến tôi phừng phừng lửa giận, dù đã nghe nói quỷ vương tông vô cùng tàn độc, nhưng không ngờ bọn chúng lại vô nhân đạo như vậy, còn dám dùng cả người sống để làm vật tế cho con quái thu đó. Vào lúc tôi định rút kiếm ra thì nghe thấy Thủy Họa dùng thần niệm truyền âm cảnh cáo, sau đó cô ấy xuất hiện ngay sau lưng tôi, đừng manh động những người sống trong túi vải đều đã bị câu mất ba hồn bảy phách dù vẫn còn sống nhưng bây giờ chẳng khác gì cái xác biết đi con quái thú kia có lai lịch như thế nào vậy tôi hỏi bề ngoài của nó rất giống với một trong tứ đại hung thú đào một nghe nói lão tổ của âm sơn từng lấy được một tia thần thức của đào một xem ra con quái thú hút máu người này là do người của âm sơn pháp mạch dùng tia thần thức của đào một để luyện thành huyết thú tứ đại hung thú gồm thao thiết đào một hỗn độn và cùng kỳ tất cả chúng đều có sức mạnh của thiên tôn theo truyền thuyết, đào một chỉ có một khiếu, chỉ có thể vào mà không thể ra. Đào một ăn thịt người không thèm nhả xương, ăn càng nhiều thì nó càng lớn, sức chiến đấu càng mạnh. Con quái thú có thần niệm của đào một này đã có sức mạnh vượt xa nửa bước thiên tôn, không biết nó đã ăn thịt bao nhiêu người rồi. Con huyết thú đào một này hại người vô số kể, vì sao không giết nó đi? Tôi hỏi, chắc chắn là phải giết nó rồi. Nhưng hôm nay chúng ta đến đây là để điều tra vụ việc của những vong hồn kia. Con huyết thú đào một này là vũ khí đặc biệt mà quỷ vương tông dùng để đối phó với em. Ở sơn cốc phía trước quỷ vương tông chắc chắn còn bố trí nhiều cảm bẫy khác nhắm đến các phong hồn. Thùy họa nói, thần niệm của huyết thú đào một vô cùng mãnh liệt, nên tôi và Thùy họa phải thu lại khí thức của mình để tránh bị nó phát hiện, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Chúng tôi đi men theo vách đá khoảng nửa dặm nữa, phía cuối sơn cốc có một cửa thành đen xì, tường thành chạy ngang và chia đôi sơn cốc. Cổng thành cao 5 trượng, tường thành dài 70 trượng hơn nhìn có vẻ âm u đáng sợ, nhưng cách bố trí này lại có chút quen mắt. Chương 372, can diện la sát 2. Lang Xuyên Quân cũng thật mạnh tay, không chỉ cho Quỷ Vương Tông huyết thú đảo một, mà còn phái can diện la sát tới đây, dùng quỷ thận huyền thuật để bố trí quỷ môn quan. Bảo sao đêm nay chỉ có lác đác vài vong hồn ở ngoài cửa uy viễn, ra là đều bị quỷ môn quan chặn lại hết rồi. Thùy Họa nói, can diện la sát là ai vậy? Đó là nữ đệ tử cuối cùng của Lang Xuyên Quân, lúc trước vốn là lò luyện âm bổ dương của hắn, thấy cô ta có vài phần tư sắc lại biết chiều lòng, liền thu nhận cô ta làm nữ đệ tử. Phía bên này cổng thành vắng tanh không bóng người, nhưng bên kia thì khác hẳn. Âm phong thê lương, oán khí ngút trời, bao nhiêu là vong hồn đang quỳ dạp dưới đất, bái lại một nữ tướng đứng trước quỷ môn quan. Nữ tướng này thân mang giáp nặng màu đen huyền, đầu đội lông chim trĩ, sau lưng là tứ diện hảo kỳ, tay cầm một thanh trường đao, tướng mạo giống thủy họa đến bảy phần đằng sau lưng nữ tướng là một hàng đệ tử mặc đạo bào của ma đạo từ thần niệm khí tức có thể nhận ra đây đều là đệ tử của quỷ thần tông cải trang thân là tướng quân phá quân của ma đạo nguyện làm tất cả để những người tử trận vì ma đạo có thể bước vào cánh cửa này đi đến quan ngoại nữ tướng cao giọng nói lời vừa dứt những vong hồn đang quỳ dạp dưới đất lần lượt ngẩng đầu lên vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt kiên định tất cả đều đồng thanh hô vang đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng cảnh tượng này khác xa với ngoài cửa uy viễn những vong hồn lúc nãy đến cửa uy viễn chỉ để cầu xin giúp đỡ mà những vong hồn trước mặt này mới là những người thực sự muốn gia nhập ma đạo nhưng không biết vì sao họ lại bị người của quỷ vương tông dẫn dụ đến nơi này nhìn thấy các vong hồn đều đáp lại nữ tướng lộ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị ha 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 hay cho câu đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng hôm nay ta sẽ cho các ngươi cầu được ước thấy đệ tử của quỷ vương tông nghe lệnh ta bày trận cô ta vừa mới dứt lời những đệ tử của Quỷ Vương tông đứng sau lưng liền xông ra phía trước, triệu hồi Ngũ Quỷ Hộ Pháp, bao vây những vong hồn vẫn đang quỳ dưới đất chưa kịp đứng dậy. Ngũ Quỷ Hộ Pháp do năm loại lệ quỷ xấu xí và tàn ác nhất hóa thành, còn những vong hồn kia đang không ngừng chảy ra nước dãi đen như mực, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng vây của đệ tử Quỷ Vương tông đang trực chờ lao lên cấu xé. "Chớ vội, chờ ta chọn ra lệ quỷ, sau này còn cống lên Âm Sơn làm dục nô nữa chứ." Nữ tướng nói, sau đó nữ tướng ngắm nghía chọn lựa một lúc sau đã chọn ra được mười mấy diếm quỷ xinh đẹp. Đệ tử của quỷ vương tông nhìn chằm chằm vào những diếm quỷ mới được chọn, ánh mắt lộ ra sự dâm tà. Có vài tên đệ tử còn nhìn không được mà động tay động chân với diếm quỷ ngay tại đó. Diếm quỷ bị bọn chúng mặc sức làm nhục, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng cùng cực. Ngay lúc này, sát cơ từ trên trời giáng xuống, đáp xuống cùng tùy họa còn có đại quân vong hồn được thả ra từ trong tứ diện hạo kỳ. Đại quân đông đến ngập trời, có khoảng hơn hai vạn quân, tuy chưa đáp đất nhưng sát khí đã ngập tràn toàn bộ sơn cốc. Tôi còn nhớ sau cuộc chiến với giã tiên, dưới chứng thủy hỏa chỉ còn vài ngàn vong hồn, vậy mà mới mấy ngày không gặp, đội quân đã lên đến hơn hai vạn người rồi. Trong số những vong hồn này, có người đã ngưng kết được âm thân, có người vẫn là vong hồn bình thường. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, dù sức chiến đấu của họ cao hay thấp cũng đều sẽ được gia tăng nhờ quân uy của Thủy Hỏa. Sau đó Thủy Hỏa phóng thích quân uy ngay giữa không trung, sĩ khí của đại quân vong hồn lần nữa tăng vọt lên. Đại quân vẫn chưa đáp đất đã khiến đám đệ tử của quỷ vương tông sợ khiếp vía, đến ngũ quỷ hộ pháp được triệu hồi nay cũng run như cầy sấy. Khoảnh khắc đại quân đáp xuống đất, đệ tử của quỷ vương tông đã không còn ai dám đứng thẳng lưng nữa. Chưa bắt đầu trận chiến mà bọn chúng đã bị quân uy áp bước đến mức không còn thần hồn, kể cả ngũ quỷ hộ thân của bọn chúng cũng lần lượt hóa thành cho bụi. Còn về những vong hồn đang bị vây khốn kia, từ lúc bọn họ hô lớn đệ tử ma đạo, Vạn Thế Thiên Hồng thì đã trở thành đệ tử của Ma đạo ta, nên không hề bị ảnh hưởng bởi sát khí của Quân Uy. Nữ tướng kia từ lúc hủy họa lộ ra sát cơ trên không trung đã nhận ra có gì đó không ổn, đến lúc hủy họa bày ra đại quân, cô ta liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc cô ta đã cùng đường, bởi vì thanh kiếm Vấn Thiên của tôi đã khóa chặt sát cơ của cô ta rồi. "Ngươi là Ma đạo tổ sư?" Nữ tướng hỏi, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Tôi nói, "Ta là nữ đệ tử cuối cùng của Lang Xuyên Quân, ngươi không được giết ta." nếu ngươi giết ta, lang xuyên quân sẽ lập tức phái quân đến Sơn Hải Quan. Nữ tướng nói, tôi còn chưa kịp trả lời, thanh đao trong tay thủy hỏa đã xoẹt qua, đầu của nữ tướng bay thẳng lên trời. mươi 373, trùng tu kiếm đạo một Chỉ nhìn thấy đầu của nữ tướng đó bay lên cao, trên không trung bung ra một màn xương đen, cùng lúc đó một nửa cơ thể trên mặt đất của cô ta cũng biến mất không còn gì sót lại. Đệ tử thân cận của lang xuyên quân đó là can diện huyễn ma, đáng tiếc không phải bổn tôn của cô ta chết, mà là pháp thân của cô ta. Khi tu hành đạt đến cảnh giới hợp đạo thì có thể ngưng tụ pháp thân, đạt đến thiên tôn thì có thể ngưng tụ xuất phân thần. Hành giả bình thường chỉ ngưng tụ suốt một bộ pháp nhân, Mộ Dung Nguyên Duệ vì tu chiến thần chi đạo có thể ngưng tụ xuất ra các pháp thân có thuộc tính khác nhau. Hiện giờ cô ấy đã có thể ngưng tụ ba bộ chia ra thành thủy, hỏa, kim, chỉ thiếu một bộ ất mộc pháp thân là đủ. Để chứng minh thiên tôn, chuyển thành phân thần, Mộ Dung Nguyên Duệ tiến bộ thần tốc trong tu hành nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là thùy họa thảo nào cô ấy nói âm sơn pháp mạch không nằm trong sự lo lắng của cô ấy so với khi cô ấy thể hiện chiến lược hiện tại câu này thật là không phóng đại chút nào về sau tôi mới biết chiến lược của thùy họa được nâng cao chủ yếu là do ý chí phong hồn sau cuộc chiến với Giã tiên cô ấy càng có tiếng tử thần trong phong hồn tuy ma đạo từ trước không tiếp nhận lòng tin của cung phụng cấp nhưng thùy họa lại dựa vào địa vị trong con mắt phong hồn của thiên hạ bí mật ngưng tụ thần cách của chính mình thần cách của cô ấy là tử thần, sau khi có thần cách, quân uy của Thùy Hỏa đã thăng cấp thành thần uy, thần uy từ trên trời giáng xuống, có thể gia thủ cho bất kỳ vong hồn thị binh bộ hạ nào, chuyển thành quân uy sát khí. Bằng cách này, bất luận là cô ấy, hay vong hồn đại quân bộ hạ cô ấy đều có chiến lược thăng cấp kinh người. Đây gọi một kiểu thay đổi kỳ diệu tương phụ tương thành, hoàn toàn có lợi cho cô ấy là nguyên cớ của âm thân. Mà, ngay khi cả tương lai cô ấy tu thành đạo thể âm dương tương tế rồi, cũng có thể lưu lại thần cách của tử thần nhìn từ điểm này thành quả trong tương lai của thùy hỏa còn có thể cao hơn phá quân hộ pháp thiên tôn ban đầu can diện là sát phân thần bị hủy hoại quỷ môn quan sụp đổ rầm rầm biến thành quỷ thần chi khí tiêu tan lúc này thùy hỏa lập hai vạn vong hồn đại quân đối mặt với các vong hồn lang thang tại đây nói nhĩ đẳng không xa vạn dặm những đệ tử ma đạo đến đây thùy hỏa thực sự cảm kích nguyện đồng lòng cùng giả quân nói xong thùy hỏa quỳ xuống gửi lời trân trọng tới đám vong hồn đám vong hồn này tâm trí chắc chắn chỉ đến vì ma đạo vừa hay gặp tử thần quân uy thủy hỏa tiêu diệt quỷ vương tông chỉ trong nháy mắt từng vong hồn tinh thần phấn khích không còn gì để nói rất nhiều vong bật khóc thà làm quỷ ma đạo còn hơn nhập cờ chiêu hồn có vong nói tiếng nói tiếp tục truyền ra trong đám vong âm thanh gây chấn động thà làm quỷ ma đạo còn hơn nhập cờ chiêu hồn đệ tử vong hồn của ma đạo sau khi chết trực tiếp bị hủy hoại không được cờ chiêu hồn thu nhận trận chiến phong thần chết không biết bao nhiêu vong hồn trong chiêu hồn không hề có chút nào được ghi chép lại. Cho dù ban đầu là chiến lực ma đạo tuyệt vời có thể chiến quỷ đạo kỳ tài Bắc Minh Tú của ngũ phương quỷ đế, sau khi chiến tử cũng chỉ còn lại một mảnh tượng đài công đức ở đảo Kim Ngao, cùng với sự im lặng của đảo Kim Ngao, Bắc Minh Tú chỉ tồn tại trong ký ức của Tuyết Dương, Thùy Hòa, Bạch Hà Sầu, vân vân. Tại nơi này còn số vong hồn cũng phải hơn 3 vạn, rất nhiều trong đó được Thùy Hòa thu nhận vào bốn mặt hạo kỳ. Khương Tuyết Dương vì cô ấy mà làm nên bốn mặt hạo kỳ, mỗi mặt đều có thể thu nhận một vạn vong hồn, trong pháp trận có thể ngưng tụ dương khí tứ phương, có thể làm trốn dung thân của vong hồn. Cũng chỉ là trốn dung thân, vong hồn không thể tu luyện ở trong đó. Chẳng qua, đợi Khương Tuyết Dương luyện hóa long mạch dương khí đúc tạo thành long hồn chiến kỳ thì lại là chuyện khác. Long hồn chiến kỳ giống như mở đường mật cảnh cho huyền quan tứ phương, khi đó không chỉ có thể thu nhận số lượng cực lớn vong hồn, mà vong hồn còn có thể ở trong đó tu hành mộ đạo, thậm chí có thể coi đấy là quê hương nữa. Long mạch núi Trường Bạch vô cùng uyên bác rộng lớn, đã từng là bộ khung của Cửu Châu đại địa, lấy dương khí long mạch núi Trường Bạch tạo thành Long hồn chiến kỳ, đó là thiên đường tu hành của vong hồn, ở ngoài đào viên cũng là doanh trại di động bốn phương. Sau đó nếu như lại thu hồi lấy đệ tử Niết Bàn trong thành chết oan, chiến lực của Thùy Hỏa càng mạnh, thật là không tưởng tượng nổi. Quỷ môn quan bên này có động thái, rất nhanh đã bị huyết thú đào một cảm nhận được. Chỉ nghe thấy một tiếng gầm kinh thiên, huyết thú đào một nhanh chóng vội vã hướng về phía chúng tôi. Lúc này Thùy Họa sớm thu hồi đại quân vong hồn vào trong hạo kỳ, huyết thú đào một hành động rất nhanh, hai người nhìn thấy chỉ có tôi và Thùy Họa, nó trực tiếp bổ nhào tới. Tạ Lan, em đi giết đám đệ tử quỷ Vương Tông, huyết thú đào một này sẽ giúp anh thăng cấp kiếm đạo. Nói xong Thùy Họa bay lên không chung, tránh xa huyết thú đào một để đi giết đệ tử quỷ Vương Tông, bỏ lại mình tôi đối diện với huyết thú đào một. Huyết thú đào một chỉ có một huyệt, một khi đã khóa càng làm cho bất tử, chỉ tiến không lùi. Sau khi Thùy họa rời khỏi, tôi nhắm vào nó suốt một nhát kiếm khí thành công khơi dậy bản tính hung dữ của nó, sau đó kéo nó đi. chương 374, trùng tu kiếm đạo 2. Chiến lực của tôi hiện tại vẫn chưa đủ để trực diện thách thức sự cường mãnh của huyết thú đào một. Phải nhờ vào địa hình đồi núi, tìm cơ hội triển kỹ năng của thất kiếm liên phát. Thân pháp của huyết thú đào một như điện, dí theo sau tôi không ngừng, chúng tôi một người một thú bay qua những dãy núi nhấp nhô, chốc lát đã được chăm dặm. Cuối cùng tôi tìm thấy một hang động tự nhiên trong dãy núi, cửa hang rất hẹp chỉ đủ người lọt qua, tôi lách người để đi vào, để lại huyết thú đào ngột ở ngoài tức giận bừng bừng, liên tục dùng thân hình quái thú khổng lồ của mình đập vào thành núi. Phía trong hang, tôi bắt đầu triển thất kiếm liên phát. Huyết thú đào một mạnh mẽ vô cùng, chốc chốc đập vào thân núi tạo thành vết nứt, dãy núi truyền âm, chim chóc bay tán loạn. Ngay khi ngọn núi này sắp đổ sập, một con phong bạo cự long từ trong hang bay ra, phát ra thứ âm thanh vang vọng khắp bầu trời, lao vào huyết thú đảo một. Phong bạo cự long và huyết thú đảo một bắt đầu cuộc chiến đẫm máu, dư âm của nó là tàn phá hủy diệt núi non, cỏ cây gãy rạp, gió mây lan rộng trên bầu trời, khắp nơi một mớ hỗn loạn. Tôi đứng trên đỉnh núi khác, hướng về cuộc chiến đấu không thể phân cao thấp của phong bạo cự long và huyết thú đảo một, cảm xúc thật lẫn lộn. Phong bạo cự long chính là do biến đổi kiếm khí của thất kiếm liên phát, so với lúc trước, Phong bạo cự long của tôi đã dài gần 50 trượng, thần niệm càng thêm phong phú, thời gian tồn tại càng được lâu hơn. Ngay cả sức mạnh cũng vượt quá nửa bình thường, huyết thú đào một nửa bước thiên tôn khó thấy chính diện, cũng không hề thua kém chút nào. Thất sát kiếm và sát phạt có liên quan tới nhau, mỗi lần sau khi đại chiến, kiếm khí đều trở nên mạnh mẽ hơn, theo đó phong bạo cự long cũng thêm mạnh mẽ. Sát chiêu của tôi không nhiều, chiến lược lớn nhất là phong bạo cự long. Phong bạo cự long rất mạnh, nhưng lộ rõ yếu điểm cần có thất kiếm liên phát mới thi triển được. Cho nên thời gian này tôi luôn suy nghĩ làm sao có thể lập tức triệu hồi phong bạo cự long, hoặc thu hồi nó về huyền quan của tôi. Tiếc là bất luận bằng cách nào đều không làm được, sức mạnh hủy duyệt của phong bạo cự long quá mạnh, tôi chấn không nổi tà khí của nó, dẫn vào huyền quan sẽ là tai họa khủng khiếp cho huyền quan của tôi. Hơn nữa niệm lực hiện tại của tôi, cũng không thể gọi nó ra theo ý mình được, thần niệm không đủ, kiếm khí cũng không điều tôi có thể làm được là cố gắng đơn giản hóa chiêu kiếm của thất kiếm liên phát rút ngắn tất cả thời gian của kiếm thất sát nhưng bản thân kiếm thất sát cũng đã bị tôi tu thành cảnh giới gần như hoàn mỹ không tì vết rồi muốn tinh giản thêm tuyệt đối không thể nào tốc độ kiếm của tôi khi luyện cùng nhóc a lê cũng đã đạt tới cực hạn xác thịt thành thánh rồi nghĩ tới đây tôi không thể không thừa nhận tu hành tôi của hiện tại đã tiến gần tới nút thắt rồi thất sát pháp tác thăng cấp chậm chạp kiếm thất sát cũng đạt tới cực hạn so sánh với thủy họa tạ lưu vân mộ dung nguyên duệ vân vân duy nhất chỉ có tôi một lần ra tay là ra con phong bạo cự long rồi cho nên hy vọng đây là trận chiến hoành tráng của phong bạo cự long thực ra trong lòng tôi có chút phiền muộn nếu như để dành toàn bộ lực của át chủ bài lên phong bạo cự long thế thì chiến lực mạnh nhất cũng chỉ là cùng kiêm hà chiêu hồn hợp lực hủy hoại cự long thôi nếu như làm vậy không cần nói tới bao nhiêu cái tai hại bản thân cũng hạn chế việc tu hành của bản thân kiêm hà kiêm hà có huyết mạch huyễn ma Tương lai còn có thể lĩnh ngộ trở thành thần thông ma ảnh kinh kinh, một người cai trị vạn pháp, tiền đồ vô hạn. Nếu chỉ dùng để phối hợp cùng tôi, với Kiêm Hà mà nói đó là một chuyện rất thiệt thòi. Tiêu Diệt Cự Long chỉ là pháp quyền tạm thời thôi, không thể nào giúp chúng tôi đạt tới thiên tôn. Từ sách tới thực tế áp dụng được rất ít, tôi hiện giờ rất hối hận vì đã từ bỏ kế thừa thần thông pháp bảo của Ma đạo tổ sư trong chấn hồn quan, gần tới nút thắt bế tắc ngẫm lại lúc đó suy nghĩ thật ngây thơ. Trong lúc tôi trầm tư suy nghĩ không biết làm thế nào, trận chiến phong bạo cự long và huyết thú đảo một cũng tới phần kết. Phong bạo cự long thương tích đầy mình, phải bay hết hơn nửa, còn toàn thân huyết thú đảo một cũng bị nó xé cho tan tác, máu chảy thành sông. Tuy nhiên đây là kết cục đôi bên cùng thua, chiến thắng cuối cùng thuộc về tôi. Đợi thời gian phong bạo cự long tiêu hao xong hết và biến mất, tôi cầm kiếm đi tới huyết thú đảo một, một nhát kiếm cắt đứt hết sự sống. Kiếm vấn thiên hấp thụ huyết toàn thân của nó, bên trên thân kiếm lại thêm vài vết có sắc đỏ rực. Tuy thắng rồi, tôi lại không có niềm vui sướng của sự chiến thắng thay vào đó tâm trí càng nặng nề hơn lẽ nào sau này tôi chỉ có thể dựa vào phong bạo cự long để chiến thắng nếu như đây là kiếm đạo cuối cùng của tôi vậy thì tương lai tôi làm sao mà chứng thiên thôn được đây phong bạo cự long có mạnh cỡ nào rốt cuộc cũng chỉ là vật ngoài thân không giúp gì được cho việc tôi thăng cấp thất sát pháp tắc mà cần phải làm chủ hoàn toàn thất sát pháp tắc mới là mấu chốt chứng tỏ tôi thành thiên tôn thất sát kẻ làm đảo lộn thế giới trước kia tôi chỉ xem trọng sát phạt một lòng theo đuổi ngưng tụ sát tâm, thế nên mới tạo ra thất sát kiếm có chiêu có thức như vậy. À mà quên hỗn loạn mới là nguồn năng lượng chính của thất sát. Hoặc là, đã tới lúc tôi từ bỏ thất sát kiếm. Kiếm ở trong tâm, làm sao mà có chiêu? chương 375, Thùy Hỏa Phong Thần một. Bản thân quỷ vương tông hoàn toàn không đủ chiến lược đối kháng với ma đạo, càng không thể đối mặt ma đạo tổ sư và tướng phá quân. Khi tôi và Thùy Hỏa liên kết để trổ tài, Quỷ Vương Tông sắp đặt ở Sơn Hải Quan đã bị chúng tôi dùng sức mạnh để tiêu diệt. Hủy hoại Quỷ Vương Tông, diệt thân phận can diện La sát, gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, Lang Xuyên Quân sẽ phản ứng gay gắt. Ma đạo còn chưa thực sự nổi lên, lúc này khai chiến sẽ hoàn toàn bất lợi cho ma đạo của tôi, đúng là không khôn ngoan chút nào. Nhưng Quỷ Vương Tông không thể không loại bỏ, đã ăn hiếp tới cửa nhà Sơn Hải Quan luôn rồi, nếu như ma đạo mà không có phản ứng gì, chẳng phải sẽ làm cho Âm Bình và vong hồn thất vọng sao? nhìn khí chất và phong thái hiện tại của thùy họa rất rõ ràng đã bị phá quân ngồi vào mệnh cung tiếp theo đó là cả đoạn đường sát phạt tư thế quật khởi không có gì chống đỡ được cô ấy đã tìm được lối đi cho chính mình mà còn thuận lợi hơn cả phá quân hộ pháp thiên tôn năm đó phá quân ban đầu chỉ là một bộ giao trinh thiên địa âm dương lưỡng đoạn đã hao phí tinh lực nửa đời người rồi thùy họa ung dung hơn trực tiếp kế thừa tuy nhiên âm linh trong cơ thể làm cho cô ấy không thể phát huy hoàn thiện được bộ giao trinh thiên địa âm dương lưỡng đoạn việc này có yêu có nhược, nhưng cũng làm cho cô ấy nhận được thần cách tử thần. Cái gọi là thần cách, là chỉ sức mạnh cốt lõi của thần minh, sức mạnh của đại bộ phận thần minh đều dựa vào chuyển động thần cách, thần cách cũng là công cụ cần thiết để thần minh thể hiện sức mạnh của mình. Ví dụ như quân uy cầu phúc của Thùy Họa, quân uy của cô ấy trước kia chỉ có thể cải thiện tổng thể sĩ khí, không thể ảnh hưởng cụ thể tới bản thân cá nhân nào đó. Hiện giờ sau khi cô ấy có thần cách, tất cả các phong hồn đệ tử chiến đấu dưới danh nghĩa của cô ấy, đều có thể cảm nhận được sát khí quân uy cầu phúc của cô ấy đạt được thăng cấp chiến lực. đáng tiếc thùy họa hiện tại chỉ có thần cách không có thần vị cũng có thể nói là cái danh tử thần của cô ấy chỉ mang danh nghĩa không được tính là tử thần thực sự thiên tôn không cần thần vị vì bản thân thiên tôn chỉ cần tất cả uy năng của thần minh nhưng đối với người dưới thiên tôn mà nói thần vị rất quan trọng thùy họa không phải tử thần thực sự nên sẽ không chịu áp lực của một vị thần thực sự phải chịu Việc đó chỉ có thể làm điểm cộng chiến lược giúp cho đại quân vong hồn khi chiến đấu dưới danh nghĩa của cô ấy, chứ không hề có tác dụng chân áp tinh thần đối với những vong hồn không có niềm tin vào cô ấy. Nghĩ tới đây, trong tâm tôi nổi lên một suy nghĩ rất táo bạo, tôi muốn vì thùy họa mà phong thần trong nhân gian, với danh chính tử thần. Người của âm sơn pháp mạch rất nhiều, nhiều hơn giã tiên gấp 10 lần, bọn nọ cũng có đại quân vong hồn của chính mình. Uy áp của tử thần tuy là không có tác dụng gì với người còn sống, nhưng đối với đại quân vong hồn của âm sơn pháp mạch thì có ảnh hưởng tiêu cực không thể bỏ qua, đó chính là mấu chốt của cuộc chiến giữa ma đạo và âm sơn. Phong thần không phải là chuyện nhỏ, từ xưa tới giờ chỉ có thiên đình mới có quyền. Có thể phong thần thành công trong nhân gian hầu như không có, trừ nhân đạo thiên sư Trương Đạo Lăng. Ban đầu Trương Đạo Lăng sau khi tạo nên một liên minh uy đạo, thì có được thần cách. Trước khi đi ba thuộc diệt yêu ma, đã được nhân đạo tổ sư đạo Đức Thiên Tôn trao tặng công ấn Dương Bình Trị Đô, Mũ Bình Đình, áo bát quái, quần phương, giày chu, phong thần ngay tại nhân gian, nhận được thần vị thiên sư. Sau khi phong thần, trường đạo lăng mới có thể nhật muội bí văn, thần linh thứ ba vạn sáu ngàn, quan quân thiên nhị bách, đến ba thuộc trong một trận đã giết hết sáu đại ma vương. Ma đạo không phải đạo nhỏ, giáo lý được thụ hưởng từ thiên đạo, mà đạo tổ sư của tôi tuy sức mạnh còn yếu, nhưng danh nghĩa đạo tổ cũng từ đó mà bái thành. Nhân đạo tổ sư có thể phong thần thành công, tôi cũng muốn thử xem sao. Điều quan trọng là thời đại mạt pháp vẫn chưa kết thúc, thiên đình không thể nhúng tay vào chuyện của nhân gian, nhân đạo tổ sư có thể tranh thủ cơ hội, mà đạo tổ sư tôi nếu như không thể tranh thủ thì thật là vô lý. Hơn nữa Thủy Hỏa đã có thần cách, chỉ cần mượn chút sức mạnh môn linh của vong hồn cùng với lời nói là làm của đạo tổ bản thân tôi, thì cô ấy có thể lên ngôi thần đàm. Tôi càng nghĩ thì càng thấy chuyện này có nhiều hứa hẹn, trận chiến phong thần trong tất cả thần minh không có bất kỳ một người nào nguyện bảo vệ ma đạo tôi, vậy thì thà rằng ma đạo tôi tự phong lấy một thần Em có thần cách là đủ rồi, cần thần vị làm gì nữa. Anh đừng quên, đệ tử ma đạo từ trước không hề xây dựng tượng thần trong nhân gian, cũng không mượn sức mạnh tín ngưỡng của chúng sinh để tu hành. Sau khi tôi nói suy nghĩ này với Thủy Hỏa, cô ấy thẳng thừng từ chối. Phong thần không phải cần em mượn sức mạnh của tín ngưỡng tu hành, mà là phát huy uy áp của thần để đối phó với trận chiến âm sơn. Tôi nói, chương 376, Thủy Hỏa Phong thần 2. Việc này đúng là ý hay xét đi xét lại cũng như là cách để nâng cao cải thiện chiến lược ma đạo. Nhưng nhân gian hiện tại có chấp nhận xuất hiện chính thần không? Thùy Hòa có chút lo lắng, mộ dung nguyên rể cũng đã mời xuất ra ngọc nữ, cũng có nghĩa là cô ấy đã có thần vị của chiến thần, cô ấy có thể, em sao lại không chứ? Thôi được rồi, em chủ yếu là lo sức mạnh của anh còn yếu, nếu như phong thần thất bại, lệnh trời phạt giáng xuống, em không muốn cùng với kiêm hà trở thành quá phụ. Thùy Hòa nói, quy khư sắp được xuất thế, thiên đạo làm gì còn tâm trí mà để ý tới sự tồn tại của con kiến bé xíu như anh chứ, đặt cược đi chưa chắc thua, cứ thử trước đã. Được, được sự đồng ý của Thùy Hỏa, tôi trở lại quan ngoại thảo luận với Khương Tuyết Dương. Khương Tuyết Dương hiện giờ đang chặt đứt long mạch tại đỉnh Bạch Phân ở chân núi phía bắc núi Trường Bạch, sau khi nghe nói tôi muốn phong thần cho Thùy Hỏa, ban đầu cũng không tán thành. Giống như Thùy Hỏa, cô ấy cũng lo tôi sẽ không chịu được sự trừng phạt của thiên đạo. Sát phá lang, thất sát làm chủ tu hành của tôi cũng sắp tới nút thắt, sức ảnh hưởng tới ma đạo không thể bằng với mọi người được, nếu như không cho tôi làm việc này, tâm sẽ không yên. Tôi nói, bản thân kiếm đạo đã rất khó tu hành, con đường mà cậu đi là võ đạo càng thêm phần khó khăn, việc này cũng là miễn cưỡng phải làm, sẽ không ai trách cậu đâu đâu. Nhưng cậu nói cũng đúng, tam phương tứ chính sát phá lang đúng là thất sát làm chủ, việc này đã do cậu đề xuất, chúng ta có thể thử. Vậy chúng ta khi nào có thể bắt đầu? Giờ long mạch núi Trường Bạch chỉ còn lại đỉnh Bạch Vân có một nơi để cất dấu nhập huyệt, đợi tôi chặt hết long mạch tạo thành long hồn hạo kỳ xong, rồi mới giúp Thủy Họa lập nên thần đàm. Như thế khi cô ấy phong thần thành công, càng có thể đi tới thành chết oan âm ti để điều binh rồi. Khương Tuyết Dương nói, có được sự đồng thuận của Khương Tuyết Dương, tôi quay lại Sơn Hải Quan, tiếp tục cùng Thủy Họa chấn thủ. Ngày qua ngày, âm Sơn Pháp mạch từ đầu chí cuối cũng không có động tĩnh gì. Dựa vào tình báo của đệ tử âm nhân ma đạo, Lương Xuyên Quân đang thương thuyết với âm Sơn thập nhị sát cùng nhau xuất Sơn. Thế lực quỷ vương tông ở Sơn Hải quan bị triệt tận gốc, phân thân can diện la sát bị giết, huyết thú đào một tôi đã chém chết, chiến lực của ma đạo làm cho Lương Xuyên Quân trở nên bắt đầu rẻ rặt hơn. Biết là nếu chỉ dựa vào mình thì chắc chắn không phải đối thủ của ma đạo, nên bắt đầu lôi kéo người khác tham chiến. Việc này đối với ma đạo mà nói thì là việc tốt, vì cái ma đạo đang thiếu là thời gian. Khoảng thời gian này, Thùy Họa lại thu được không ít phong hồn, bốn mặt hảo kỳ không đủ dùng, đành thả một ít về núi Tiểu Bạch. Bên núi Tiểu Bạch có tụ âm đại trận ma đạo thiết kế, còn có sư mẫu của tôi truyền dạy pháp tu hành âm hồn, cung cấp cho đám vong hồn chưa có âm thân người giấy thay thế âm thân. Hiện giờ đệ tử vong hồn ma đạo đã vượt năm vạn người, sức mạnh hiệu triệu của Thùy Hỏa thuộc dạng kinh người. Nếu như Thùy Hỏa phong thần thành công, tới lúc đó sẽ đem đệ tử Niết Bàn của thành chết oan về, đại quân 10 vạn vong hồn là có khả năng. Tinh quỷ binh không nhiều, 10 vạn binh là giới hạn của tướng soái nhân gian. Cho dù là thiên tôn, vượt quá 10 vạn cũng cần điểm tướng phân binh. Hoàng hôn hôm nay, tôi nhìn thấy trên phía Bắc Sơn Hải quan có hắc khí phá vỡ mây xanh. Tiếp đó thấy vùng trời phía Bắc sông tố cuồn cuộn, những tia chớp đan vào nhau không ngừng. Tôi càng rõ là, Khương Tuyết Dương đã bắt đầu đúc tạo Long Hồn Hạo Kỳ. Long Hồn Hạo Kỳ do Khương Tuyết Dương tạo ra từ âm khí của Long Mạch Núi Trường Bạch sau khi bị chặt đứt đó là pháp bảo được sinh ra, trời sinh dị tượng là điều ắt có. Ban đầu khi làm ra kiếm vô danh của ma đạo tổ sư, quỷ thần khóc vào ban đêm, khi đao lưỡng đoạn của phá quân xuất thế, trời chút mưa xuống màu đỏ. Lần này long hồn hạo kỳ xuất thế, hắc khí bay đến 9 ngày, ma đạo tôi lại thêm một vũ khí ma thuật vô song. Mưa bão kéo dài nguyên một đêm đến khi trời sáng mới tạnh, sau đó không có thêm điều gì bất thường cả. Lại cách 3 ngày, trương tuyết dương phái A Lê và Ngạo Phong tới chấn thủ Sơn Hải quan trước, triệu tập chúng tôi về thiên trì nói thần đàm đã tạo xong có thể chủ trì nghi thức phong thần hứ việc lớn như vậy sư phụ lại muốn điều tôi tới sơn hải quan a à, lê bất mãn nói sơn hải quan là trạm gác quan trọng của ma đạo âm sơn pháp mạch có thể khởi động bất kỳ cuộc đột kích nào sư phụ đã giao nhiệm vụ hết sức quan trọng cho nhóc nó có nghĩa là nhóc rất quan trọng a à, lê nhóc lớn rồi tôi nói hết sức nghiêm trang nhưng phong thần là việc nhìn đời hiếm gặp mà đợi tỷ tỷ thùy hỏa của nhóc phong thần thành công rồi, biết đâu có cơ duyên ta lại phong thần cho nhóc. Được, huynh nhớ giữ lời với ta đó, tới đây A Lê mới chịu vừa lòng, chương 377, ta là tử thần một Núi trường bạch, thiên trì, không gió không trăng, trời đất im ắng không một tiếng động. Trải qua trận chiến giã tiên, toàn bộ binh lực hiện tại của ma đạo tăng lên cũng gần tới con số 8 vạn quân, trong đó hồ tộc thanh khâu ban đầu chỉ 8.000. Sau trận chiến với giã tiên giảm đi 2.000 còn một vạn quân đệ tử âm nhân đã mất hơn nửa, tới giờ lại tăng thêm gấp đôi so với ban đầu. Số lượng của vong hồn đệ tử là nhiều nhất, hơn 5 vạn quân. Giờ đây, 8 vạn đệ tử ma đạo toàn bộ đều được đưa lên đỉnh núi phía Bắc Thiên Trì. Xung quanh là âm nhân và hồ tộc Thanh Khâu, phía trong là màu của vong hồn. 5 vạn vong hồn, gây ra sự thay đổi khí trường, âm khí ngút trời, nước hồ lạnh lẽo, kết thành một lớp băng mỏng. Tế đàn tử thần cũng đã xây dựng xong, lấy gỗ ngũ âm và đá hắc rượu làm nguyên liệu, lại thêm năm vạn đệ tử vong hồn mỗi vong tách ra một tia bản mệnh âm khí kiến tạo mà thành tế đàn mới xong càng làm kinh động phong vân tiếng kêu của chim chóc dã thú sơn tinh yêu quái chỉ người thấy thôi đã chạy trốn mất khi đến càng gần âm khí trở nên nặng hơn nó nghiêm trọng tới mức cảm tưởng như nó có thể thủng ra bất cứ lúc nào trên tế đàn có thần tọa toàn thân thần tọa được chế tạo từ ngọc mặc yếu ớt hiện ra ánh lạnh giá trông linh thiêng nhưng cũng u ám làm cho con người ta nhìn đã thấy sợ đằng sau ngai vàng còn có đài phong thần tôi đứng trên đài với thanh kiếm trên tay đợi tới giờ sẽ đọc tế văn phong thần thùy họa trên đường tiến tới bên dưới ngai vàng phong thần mặc bộ giáp rất nặng được làm bằng xương sọ so hắc kim mới tinh vai trái là nhai xế giã đầu vai phải là bích tà giã đầu nhai xế vì sát phạt long tử trùng bích tà điều khiển âm linh trong tay đai ngọc long cốt hóa thạch quấn quanh eo trước ngực đeo gương chiếu cốt có một mặt hoa văn ma quái bằng đồng gương chiếu cốt có thể soi được âm linh quỷ quái trong thiên hạ chân đi dày vong cốt chiến, kết nối âm khí với lòng đất, thông thẳng tới cửu U. Chỉ riêng bộ giáp nặng nề của cô ấy, đã tiêu hao hơn nửa tài sản ma đạo của tôi, trong đó hương chiếu cốt cũng là khoa linh dị dành tặng, bảo vật chấn quỷ được tần thủy hoàng vị vua thiên cổ sử dụng. Tuy là hoàng tuyển chiến giáp không làm cho yêu ma sợ hãi nhưng có lực phòng thủ kinh người, nó có tác dụng gian đe cực kỳ mãnh liệt đối với âm linh. Bộ giáp nặng nề này, trên mỗi mảnh ghép đều có khắc tụ âm trận, có thể cho thủy họa nguồn âm khí vô tận thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn thùy hỏa chỉ có thể ngự sử 40 đao cực âm, mỗi đao đều có sức mạnh cực âm của cái ác, không thể tách rời sự giúp đỡ to lớn của âm khí. Nói chung, bộ giáp xương xó hắc kim này là do Khương Tuyết Dương dùng hết tâm huyết của mình để tạo ra cho cô ấy, chưa tính tới long hồn hảo kỳ mà cô ấy vác trên vai, chỉ nguyên bộ giáp nặng nề này đã có thể lên ngôi binh pháp đạo tàng thần. Đến mức, long hồn hảo kỳ mà thùy hỏa đeo trên vai, Ngoài việc đó là độc nhất vô nhị thì tôi không nghĩ được thêm còn có gì để miêu tả sự bá đạo và tôn quý của nó, tuyệt đối có thể nằm trong số 10 vị binh pháp đạo tàng thần hàng đầu, hoặc còn có thể đứng trước nữa, trong binh pháp đạo tàng thần ghi chép lại chỉ là thần binh được lưu truyền trong đạo môn, giống như nhạc khí bảo bối trong truyền thuyết như đồng hồ thí như đông hoàng, đàn hy di, búa bàn cổ, tháp Mô thiên, ấn phiên thiên không được nằm trong số đó. Long mạch núi trường bạch là huyết mạch của tổ long biến hóa thành, loại bút tích này, nếu là tiên đạo cũng không thể làm ra được, chỉ có kiểu trấn pháp kỳ tài của Khương Tuyết Dương mới có thể nghĩ ra cách cắt đứt long mạch để lấy âm khí long hồn. Tới nay, âm khí long hồn toàn bộ bị pháp trận của Hạo Kỳ Thu nhận hết, mở ra bốn lối vào nguyên phủ Huyền Quan, dành cho các đệ tử vong hồn ma đạo một nơi để tu hành và trú ẩn. Có thể giúp bọn họ tu hành ở bên trong cho tới khi ngưng tụ thành nguyên thần mới rời đi. Vong hồn sau khi ngưng tụ thành nguyên thần rồi, cũng như người sống sẽ không có sự kiên kỳ âm dương nữa tới lúc đó thì không ở lại huyền quan long hồn hạo kỳ, mà có thể giống như đệ tử bình thường mượn linh khí trời đất tu hành. Long hồn hạo kỳ có bốn mặt, phạm vi hai thước, mặt cờ được dệt bởi băng tơ lụa ngàn năm, cột cờ được điêu khắc từ long cốt thuộc vùng đất hoang vu lạnh lẽo. Trên cờ ngoài điêu khắc tụ âm pháp trận bốn loại có thuộc tính khác nhau, còn có tương ứng viết lên mỗi ký tự thượng cổ, từ trái qua phải đó là phong, lâm, hỏa, sơn. Chí như phong, từ như lâm, tham như hỏa, trùng như núi, thể hiện tứ cổ đạo dùng binh trong binh pháp. Nhìn thấy Thùy Hỏa uy phong lẫm liệt, tôi cảm thấy rất hài lòng, đó mới chính là hình mẫu tướng phá quân mà ma đạo tôi nên có. Khoảnh khắc đó, Thùy Hỏa bộc lộ quân uy thần cách tử thần, bao trùm toàn bộ năm vạn đệ tử vong hồn. Luồng sát khí âm cực quân uy sộc thẳng tới cửu thiên, bầu trời vốn dĩ u tối và nặng nề, lại thêm bị luồng sát khí xé toạc ra, mây đen rút đi, âm khí sộc thẳng vào như đầu. Chương 378, ta là tử thần 2 Kinh ngạc bởi điều này, tôi nhận thấy có không biết bao nhiêu đạo thần niệm hảo tiến thẳng về hướng này, trong đó quá nửa là đến từ âm ti. Tử thần là âm thần, thủy hỏa phong ấn linh hồn của âm thần trong nhân gian, có ảnh hưởng tới âm ti không thua gì âm sơn tổ sư lúc đầu, cho nên người của âm ti rất chú trọng tới việc thủy hỏa phong thần. Thời gian đã điểm, tôi bắt đầu tụng bài tế văn giải phong thần. Ngô dĩ thiên vi phụ, địa vi mẫu, ngô cư kỳ trung, thường như xích tử, nhật vi công tào, nguyệt vi sổ chủ, lôi công điện mẫu, tại ngô tiền hậu phong bác vũ sư tại ngô tả hiếu lục giáp trực phù châu vũ vây quanh thanh long cư ngô hiếu bạch hổ cư ngô tả chu tước tại ngô tiền huyền vũ tại ngô hậu hoàng long trấn ngô đầu thất tinh tại ngô thủ ngô cư trung cửu cung thái ất phi ngô ngẫu hữu tam tả thất đối cửu lữ nhất nhị tứ vi kiên lục bát phi túc ngô cư kỳ trung nay ta có mặt tại đây hãy nhận xác lệnh của ta hôm nay ta phong lâm thị thủy họa làm tử thần cấp cấp như luật lệnh Tất cả những câu trên đều thuộc 12 quyền thần chú của phái thái thượng tam động. Bài tế văn phong thần gần như hoàn thành, chỉ còn một câu chú cuối cùng, tuy nhiên chưa đợi tôi đọc ra, vạn vật của trời đất đã có chuyển biến lớn. Sấm chấp liên tục, xét nổ loang loáng, canh phong tạt ngang qua, khiến những đám mây bị phá tan. Tiếp theo đó là nguyên cả núi Trường Bạch đều bắt đầu rung chuyển, băng ở thiên chỉ bị phá vỡ. Bầu trời phía trên vừa như muốn sụp đổ, vừa giống có sát khí hủy diệt vô hạn từ cửu thiên chút xuống. ầm ầm sấm xét đùng đùng vẫn không dứt cửu thiên ở trên tử phủ chân lôi ngưng tụ thành một biển sấm xét biển sấm xét nhanh chóng tạo thành từng dòng lốc xét xoáy tiếp đó lốc xét xoáy bắt đầu dung hòa hóa thành tử phủ lôi trùy cuồn cuộn màu tím đậm treo ngay trên đầu tôi tử phủ lôi trùy này đừng nói là tôi cho dù có là thiên tôn cực mạnh thì cũng không thể chống đỡ nổi một khi giáng xuống trốn không thể trốn tránh không thể tránh cũng may tử phủ lôi trùy treo mà không đánh hình như đang đợi tôi hồi tâm chuyển ý thu hồi sắc lệnh phong thần tôi đứng trên đàn phong thần tiếp nhận sự kinh hoàng của thức thần đang run rẩy ánh mắt kiên định nhìn về phía thùy hòa không có chút thay đổi thùy hòa cũng nhìn chằm chằm vào tôi không chỉ có cô ấy mà tất cả các đệ tử ma đạo đều hướng về tôi ngoài họ ra tôi cũng biết hai vị thiên tôn cuối cùng trong ma đạo đã gửi đến thần niệm hơn nữa đang tăng tốc hướng về thiên trì bên này phía đông phía tây hai ngôi sao băng kéo theo cái đuôi rực rỡ nhanh chóng hướng về đây Tôi biết, nếu như tôi đọc ra sắc lệnh, họ sẽ lấy cả mạng sống của mình ra ngăn chặn sự giết chóc của tử phủ Lôi Truy. Họ có thể hy sinh mạng sống vì tôi, nhưng tôi lại không đành lòng. Sắc lệnh này vô cùng nặng nề, như muốn mắc kẹt trong cổ họng, một khi nói ra, có lẽ phần đời còn lại của tôi sẽ chìm đắm trong sự nuối tiếc mãi mãi. Nhưng nếu như tôi bỏ cuộc việc phong thần, quả thật không cam tâm, chỉ hận thiên đạo bất công. Mỗi giây trôi qua đều rất sần vặt, cửu thiên thập địa đang đợi tôi lựa chọn. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu không hiểu làm sao trong không khí lại có mùi vị mặn đặc trưng của biển người thấy mùi vị này tôi có cảm giác gì đó đây là một tín hiệu một tín hiệu mà ngay cả thiên đạo cũng không thể bỏ qua không chỉ mỗi mình tôi nhận được tín hiệu này hướng đông và tây bắc hai ngôi sao băng mà thiên tôn ma đạo đã hóa thành bỗng nhiên ngừng chuyển động sau khi sửng sốt một hồi họ từng người quay về vị trí trong hư không trên trời dưới đất những thần niệm to lớn vì tôi phong thần mà lao tới tất cả cũng thu hết về Đồng thời, tử phủ lôi chùy treo ở trên đã trở lại thành biển sấm sét, sau đó biển sấm cũng tan biến. Canh phong ngưng thổi, tia sét tiêu tan, tiếng sấm dần biến mất, trời đất bình yên trở lại. Quay về lúc đầu, âm dương hỗn loạn, nhưng cả thiên đạo cũng nằm trong kiếp nạn. Tôi mở mắt ra, toàn thân nhẹ nhóm, sắc lệnh ngàn năm cuối cùng cũng thốt ra, sắc. Sắc lệnh vừa hô xong, từ dưới đất bay lên vô vàn hắc khí, tụ quanh người thùy họa, số lượng vô kể nhập vào cô ấy đám hắc khí này từ cửu u tới là tượng trưng của cái chết hắc khí dường như vô tận không ngừng đổ vào người cô ấy thùy họa nhắm mắt vòng tay ôm vào lòng hấp thụ toàn bộ đám hắc khí này không biết đã trôi qua bao lâu cuối cùng không còn chút hắc khí nào trên mặt đất tới lúc này trên người thùy họa đã bắt đầu thích phòng uy lực của thần thùy họa mở to đôi mắt sức mạnh trong đôi mắt là vô hạn bước những bước nặng trĩu từng bước tiến tới thần tọa thùy họa ngồi trên thần tọa thần thái trang nghiêm ta là tử thần, chương 379, tam giới mệnh do một Bốn chữ ta là tử thần vừa mới thốt lên, Thùy họa chính thức được phong thần. Hy vọng của thần khai mở, bao phủ cả tòa thiên trì. Đêm khuya, ngọn gió thì thầm bên tai, nhẹ nhàng tựa như tiếng chim hót, khe khẽ gọi tên Thùy họa, âm thanh truyền từ thiên trì đến tứ phương tám hướng, từ từ lan đến mọi ngóc ngách của nhân gian. Đem chuyện cô ấy được phong thần, báo cho mỗi một sinh linh đều có thể nghe thấy. Nhân tộc, Yêu tộc, sơn tinh, dã thú, yêu ma quỷ quái. Âm Ty, phong đồ đại điện, sắc mặt Trung Ương Quỷ Đế Châu Khất lãnh đạm khó coi. Thùy họa được phong danh hiệu Tử Thần, đó chính là Âm Thần, có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Âm Ty. Chư vị suy nghĩ ra sao về việc này? Châu Khất ngước nhìn ngũ đại phán quan trong đại điện, điện hạ, đại nạn huyết ma phù tô sắp ập đến, chúng thần đều làm người ứng kiếp, thời khắc này xuất binh đánh nhân gian quả thật không ổn. Thôi phán quan thôi Ngọc khuyên ngăn. Lời này của thôi phán quan có lý, nữ đế vẫn chưa xuất quan, chỉ dựa vào tàng vương thiên tôn thì không đủ khả năng áp chế âm sát quỷ khí tại huyết hải phù tô. 18 tầng địa ngục hiện giờ đã rơi vào tình trạng rối ren bất ổn, thành tu la, khe nứt phù tô, mỗi nơi đều xuất hiện quỷ âm ma thú trổi lên náo loạn. Lục phán quan lục chi đạo nói, đào chi sơn, phòng ấn hành thi hán bạt đã bị lỏng lẽo. Đông phương quỷ đế dốc hết toàn lực chân áp nên không thể xuất binh hỗ trợ. Bắc phương quỷ đế đang đối phó với kiếp nạn quỷ mẫu, Tây phương quỷ đế và nam phương quỷ đế hợp sức giao đấu với đại quân của U Minh quỷ vương, mỗi chủ một phương của âm ti đều chật vật chống chọi với tai ương. Tuy rằng âm binh quỷ tướng nhiều vô số kể, nhưng lại không có người tài lãnh đạo dẫn binh đi chiến đấu. Thôi phán quan bổ sung thêm, vương chân nhân Tây phương quỷ đế tiền nhiệm hiện đang ở đâu? Châu khất hỏi, vương chân nhân còn đang chịu hình phạt tại tầng địa ngục thứ 9, trước mắt chuộc tội vẫn chưa xong. Pháp quan trung quỷ khó nhọc nói. Chuyên khẩu lệnh của chấm, cho phép Vương chân nhân lập công chuộc tội chỉ huy 10 vạn âm binh của âm ti, tiến thẳng đến nhân gian. Bắc âm đại đế châu khất sóng ra cất lời, Vương chân nhân và phá quân hộ pháp thiên tôn của ma đạo ban đầu có mối thù không đội trời chung, nếu như ông ta ra tù nhất định sẽ đến gây rắc rối cho Thùy hỏa. Trước khi bị đày xuống địa ngục thì vương chân nhân từng đạt cảnh giới thiên tôn, ông ta bị trấn áp dưới 18 tầng địa ngục suốt 3.000 năm, tu vi hiện giờ đã giáng cấp xuống cảnh giới nửa bước thiên tôn, nếu ông ta thống lĩnh quân đội đánh nhân gian cũng không được tính là vi phạm cấm kỵ của thiên đạo quan trọng nhất chính là thần vị của vương chân nhân tuy rằng đã bị tước bỏ nhưng thần cách vẫn còn nếu ông ta dẫn binh có thể không cần lo lắng về uy áp thần lực của thùy hòa bệ hạ vương chân nhân quả thật có lòng quyết một trận tử chiến với lâm thùy hòa chẳng qua âm sơn và ma đạo sắp tới sẽ có một trận đại chiến chúng ta có cần nhất thiết phải xuất binh vào lúc này hay là hãy để vương chân nhân thao luyện binh mã trước đợi khi hai bên bọn chúng rơi vào thế một mất một còn, đến lúc đó âm ti chúng ta sẽ thống lĩnh đội quân đánh nhân gian, một lần quét sạch hết hai kẻ thù truyền kiếp bấy lâu nay. Thôi phán quan âm hiểm nói, thiện, âm ti, vùng đất cửu u cực hàn, đạo tàng có câu, vùng đất cửu u cực hàn chính do huyền quan của hậu thổ nương nương sau khi giáng xuống hóa thành, trí âm trí hàn, hoang tàn cằn cỗi, là nguồn âm khí chủ yếu của âm ti. Giữa lòng vùng đất cửu u cực hàn, có một tòa thần điện u minh. Trong thần điện, cửu u nữ đế nghiên cứu một quyển kiếm phổ cổ xưa, cách trước mặt bà ấy ba thước, đang treo lơ lửng một thanh trường kiếm mạ đen nhánh giữa không trung. Phía trên hắc kiếm có khắc vô số phù văn bí hiểm, thân kiếm sắc bén lóe sáng, lại bao hàm ý niệm sát phạt không ngừng nghỉ. Thanh kiếm này chính là chiến kiếm của cửu u nữ đế, có tên là lục đạo luân hồi. Thế nhân chỉ biết cửu u nữ đế tu luyện u minh hàn băng quyết nổi danh chấn động khắp tam giới, nhưng không biết rằng con át chủ bài của bà ấy lại chính là thanh kiếm lục đạo luân hồi này đây. Không vì nguyên nhân nào khác, chỉ bởi vì đại đạo mà Cửu U nữ đế thành công nhận được từ bên trong độn tẩu đích nhất chính là Đạo Luân Hồi. Lục Đạo Luân Hồi vừa là tên kiếm, vừa là kiếm pháp của cô ấy. Năm đó Cửu U nữ đế và Ma đạo tổ sư hai người đồng thời đi đến vũ trụ hư không, tìm kiếm cơ duyên đại đạo của độn tẩu. Ma đạo tổ sư thành công đoạt được chúng sinh bình đẳng, Cửu U nữ đế lại lấy Lục Đạo Luân Hồi, cả hai đều là đại đạo vô cùng lợi hại. Sau khi sở hữu cơ duyên đại đạo, hai vị ấy không hề lập tức rời đi ngược lại còn cùng đồng hành đến một thế giới huyền quan đã bị lãng quên nào đó để tham mộ tu hành. tám 380, Tam Giới Mệnh Do 2 Đạo Tàng đã từng đề cập về lôi pháp chính là tổ tiên của vạn pháp, nhưng lại ít ai biết rằng kiếm đạo mới thật sự là pháp môn tối thượng không có giới hạn, cho dù có là ma đạo tổ sư năm đó cũng vẫn chưa đạt đến trình độ bậc thầy kiếm đạo hoàn hảo. Ma đạo tổ sư từng dùng một đoạn văn diễn tả kiếm đạo, ông ấy nói, người luyện kiếm đạo sơ cấp chém đầu người, đau thấu tận tâm gan, một kích át tử vong, kiến huyết phong hầu. Bậc trung cấp cùng nhật nguyệt tinh thần tề tựu, cùng vạn vật trong trời đất hợp nhất, tựa như lôi đình chấn động, quỷ thần cũng khó sánh bằng. Bậc thượng cấp xuyên thẳng không có điểm dừng, thăng cấp không có giới hạn, tiếp tục không gặp cản trở, có thể chiến đấu với chư vị thiên tôn đến từ cửu thiên thập địa. Giải thích câu kiến huyết phong hầu là mô tả một loại kịch độc, nếu con người chúng phải sẽ lập tức tử vong. Hết giải thích. Vì thế khi Cửu U nữ đế hỏi Ma đạo tổ sư rốt cuộc lục đạo luân hồi thích hợp tu luyện pháp thuật thần thông gì nhất, mà đạo tổ sư ngay lập tức khuyên bà ấy nên tu luyện kiếm đạo. Từ đó về sau, Cửu U nữ đế quyết định cùng Ma đạo tổ sư lưu lại thế giới huyền quan đã bị bỏ quên kia nhằm tham ngộ kiếm đạo, rồi sáng tạo ra lục đạo luân hồi kiếm. Còn về kiếm pháp của bà ấy nhận được sự chỉ điểm tận tình của Ma đạo tổ sư, vì thế nên tại thời điểm trận chiến phong thần càn quét tam giới, Cửu U nữ đế không hề sử dụng bộ kiếm pháp này đối địch với Ma đạo mà đợi đến lúc trận chiến phong thần kết thúc, cửu u nữ đế liền nhảy xuống sông Vong Xuyên, từ đó bộ kiếm pháp này cũng thất truyền, càng ít ai biết đến nó. Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, cửu u nữ đế đóng quyển kiếm phổ lại, thu hồi kiếm lục đạo luân hồi, đứng dậy bay về phía nhân gian. Nhân gian, thiên trì, lúc này đây trên thiên trì toàn bộ đệ tử ma đạo đã giải tán, trên tế đàn tử thần chỉ còn lại hai người tôi và Thùy Họa. Thùy Họa trước giờ vẫn luôn mang dáng vẻ lãnh đạm xa cách, sau khi được phong thành tử thần, sắc mặt và thái độ càng thêm lạnh lùng, tựa như một tòa núi băng sừng sướng hiên ngang không thể lại gần. Đây vốn không phải do tính cách cô ấy đã thay đổi, chủ yếu nguyên nhân nằm ở uy áp của thần trên người cô ấy. Đối với ma đạo mà nói, cần một vị tử thần thống lĩnh quân sĩ sát phạt quyết đoán, nhưng đối với tôi mà nói, có một người vợ mang uy áp của thần chẳng phải chuyện tốt lành gì cả. Sau khi phong thần thành công, nhiệm vụ đầu tiên của Thùy Họa chính là lĩnh binh vây đánh thành chết oan của âm ty. Trước khi xuất trinh, Thùy Họa dường như có lời muốn bày tỏ với tôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì hết, chỉ yên lặng nhìn tôi một hồi rồi quay lưng phi thân rời khỏi thiên trì. Nếu như trước đây, muốn cứu chúng đệ tử Niết Bàn của Ma Đạo còn đang mắc kẹt trong thành chết oan thoát ra ngoài là một chuyện khó hơn lên trời. Thì bây giờ Thùy Họa sở hữu long hồn hạo kỳ, trực tiếp đem chúng đệ tử Niết Bàn toàn bộ đều thu vào trong giúp họ dễ dàng thoát thân. Huyết hải phù đồ quả thật là đại nạn thảm khốc, người đủ khả năng cản đường cô ấy chỉ có mỗi cửu u nữ đế, bên này tôi vừa nhớ đến cửu u nữ đế thì xung quanh liền nổi lên một luồng hàn khí lạnh lẽo hàn khí nồng hậu vượt xa thủy hỏa men theo giọng nói của cửu u nữ đế vang lên bên tai tôi vợ ngươi có phải đã đến thành chết oan của âm thi rồi không thấy bà ấy đến trong lòng tôi sửng sốt một hồi vội vàng hành đại lễ bái kiến rồi thành thật đáp lời đệ tử niết bàn của ma đạo ta đã mắc kẹt tại thành chết oan chịu đủ mọi tủ nhục suốt ba ngàn năm vẫn mong nữ đến niệm tình xưa nghĩa cũ của ma đạo tổ sư xin đừng tiếp tục làm khó bọn họ nữa để bọn họ quay trở về ma đạo đi. Cho dù không phải vì hắn, cô cũng không ra tay cản trở ma đạo các ngươi đâu. Cửu U nữ đế nhẹ nhàng nói, tại sao chứ, tôi hoài nghi hỏi, bởi vì một ma đạo có thế lực lớn mạnh càng phù hợp với lợi ích của âm ti. Chẳng qua mọi sự vụ của âm ti hiện nay đều do Châu khất một tay quản lý, quy khư đã xuất thế rồi, cô sẽ không xen vào chiến tranh giữa âm ti và ma đạo nữa đâu. Đa tạ nữ đế khoan dung, không biết nữ đế hôm nay đích thân tới đây là vì việc gì. Tôi hỏi, một là vì muốn ghé qua Đông Hải xem thử động tính của quy khư, hai là vì muốn tặng ngươi một phần cơ duyên. Nói xong, cửu u nữ đế trao cho tôi một quyển sách cổ khá cũ kỹ. Quyển sách này tuy đã khá cũ, nhưng vẫn còn nguyên vẹn, không hề nhầu nát, có thể nhìn ra được người thường xuyên lật nó ra xem nhất định vô cùng trân trọng nó. Bia sách không ghi tên, tôi mở ra xem, bên trong vậy mà lại ghi chép cả mộ tâm đắc về võ đạo, một nửa là chữ viết, một nửa là hình vẽ mô phỏng kiếm khí. Chữ viết tối nghĩa khó hiểu, kiếm đồ càng khiến người nhìn đau cả đầu óc. Tôi rất tỏ tường đây chỉ là tranh vẽ bằng bút lông bình thường, không phải là phù văn cũng chẳng phải pháp trận, nhưng kiếm khí trên bức kiếm đồ dường như bất kỳ lúc nào cũng đều có thể nhảy ra khỏi trang giấy, trực tiếp thương tổn đến thần hồn. Lúc ở Vương gia tu hành ngộ đạo kiếm pháp, tôi đã xem qua vô số kiếm phổ, chưa từng có một quyển khiến tôi có cảm giác bị tấn công gây thương tổn đến thần hồn bao giờ cả. Lấy kiếm nhập đạo trong đạo môn toàn bộ đều nhờ vào lĩnh ngộ của mỗi người từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ sẽ có người đủ khả năng sử dụng phương tháp trên kiếm đồ hồng đem kiếm khí khắc họa hoàn mỹ lưu hành ra ngoài như vậy. Tôi không dám nhìn thêm nữa vội vã đóng sách lại, rõ ràng chỉ là một quyển sách tầm thường, nhưng sau khi tôi xem nội dung trong sách xong, lập tức biến thành nặng tựa ngàn cân. Không cần nghi ngờ gì nữa, đây chính là cơ duyên mà cửu u nữ đế từng nói. Quyển kiếm phổ này là của ai? Tôi hỏi, ngoài hắn ra, còn có thể là ai nữa? Cửu u nữ đế bình tĩnh nói của nữ đế lẽ nào đây chính là quyển kiếm phổ mà ma đạo tổ sư đã truyền lại sao không sai bên trong quyển kiếm phổ này có ghi chép lại nửa đời cảm ngộ tâm đắc của hắn khi còn sống lúc đó cô và hắn cùng nhau tu luyện kiếm đạo quyển kiếm phổ này là hắn tặng cho cô cũng là hồi ức cuối cùng hắn để lại cho cô hôm nay cô đem nó truyền thụ lại cho ngươi từ nay giữa cô và ngươi sẽ không còn bất cứ tình cảm gì nữa tôi nghe xong thành khẩn quỳ hai đầu gối xuống đất hành lễ ba lại chín khấu với cửu u nữ đế Mang trên lưng mệnh cách thất sát, khấu lại của tôi không phải ai cũng nhận nổi, nhưng Cửu U nữ để tại thời khắc này hoàn toàn có thể chịu được. Bà ấy truyền thụ kiếm phổ của Ma đạo tổ sư, tương tự ân tình một nửa thầy. "Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi cô chính là kẻ thù không đội trời chung của ngươi." Nói xong, Cửu U nữ đế liền nghiêng mình lao xuống thẳng tới âm dương giới môn của vùng đất Cửu U cực Hàn. "Nữ đế, xin hỏi Ma đạo tổ sư tu hành rốt cuộc là kiếm pháp gì?" tôi nhân lúc thần niệm của cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán vội vàng truy hỏi tam giới mệnh do nghĩa là vận mệnh của tôi do chính bản thân tôi nắm giữ sẽ không thuận theo ý trời